Vâng, tín hiệu chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì em lên nhanh bác một số mặt hàng mà em đang phân phối nhá. Em sẽ quay trực tiếp và báo giá cho bác luôn. Đó thì các bác nào có nhu cầu về những cái mặt hàng bên em thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo hai cái số điện thoại nhá. Các bác đang nhìn thấy ở trên màn hình, gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu giúp em khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhá. Đó thì em sẽ đi về những cái sản phẩm đầu tiên trong video ngày hôm nay. Xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Đó xem sản phẩm và video mới của em các bác nhá. Rồi cái mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là cái dòng sản phẩm đèn dầu đồng nhá. Lên mã em sẽ là cái đèn dầu đồng chạy pin nhá. Về các bác có thể dùng cái đèn này làm đèn thờ, đèn ngủ hoặc là dùng làm đèn trang trí decor rất là hay. Đó một con đèn dầu đồng. Đó, chất liệu thì toàn bộ là bằng nhựa nhá. Đấy cái này ở đây cũng bằng nhựa này. Đó bên dưới bằng nhựa. Và cái sản phẩm này đã có sẵn pin rồi các nhá. Về các bác chỉ việc là bật lên là các bác xài thôi. Đấy bật lên các bác xài, đây nó có pin sẵn rồi. Đèn của nó sẽ là đèn màu vàng nhá. Đấy nó sẽ hơi nhấp nháy một chút, nhìn như kiểu là một ngọn đèn dầu đang cháy thật luôn. Đó, thiết kế phần dưới này thì nó làm dạng mạ đồng, phần trên thì là một cái nhựa nhưng mà nó là dạng nhựa kính trong suốt nhá. Đấy thì có pin sẵn rồi nhá. Cái này thì nó sử dụng cái pin sẽ là cái pin cục áo. Đấy cái pin thì rất là dễ kiếm. Các bác mua hiệu sách các thứ bán rất nhiều. Một cái đèn này chạy là 3 viên pin cục áo này. Đó thì về các bác chỉ việc xài thôi, nó có sẵn pin rồi nhá. Về lúc nào dùng rồi các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi. Đấy, rất là an toàn này. Không cần phải dây dặn lằng nhằng. Đấy tránh tình trạng ví dụ các bác hay dùng những cái đèn dầu thật các thứ là, hoặc điện đóm lằng nhằng đôi khi gây ra cháy nổ, chập cháy rất nguy hiểm. Đấy các bác chuyển sang dùng con đèn dầu này rất ok. Đó, ánh sáng vừa đủ nhá. Các bác có thể dùng làm đèn ngủ này, đèn thờ này, đèn trang trí này, đèn decor rất ok luôn. Đó rất đẹp nhá. Đó có công tắc bật tắt rất tiện luôn. Rồi lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái đèn dầu đồng nhá, đèn dầu đồng chạy pin. Đó đèn dầu đồng chạy pin, đèn dầu đồng. Đó, đèn dầu đồng này thì giá của nó thì bữa trước đang bán bác là 70k, nay em xả kho cái lô luôn, giá chỉ còn có 40.000 một cái thôi. 40k một cái đèn dầu đồng chạy pin nha, 40k một cái nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là đèn dầu đồng chạy pin. Đó 40k một cái đèn dầu đồng nha. Đấy, 40k một cái nhá, giá rất là hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất là hay. Đó đây bật cái là sáng này, tắt đi. Đó ánh sáng màu đỏ đỏ vàng vàng nhá, rất ok luôn. Rồi cái mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là sản phẩm về máy xay Osaka, máy xay thịt cá, máy xay rau củ quả sử dụng gia đình, con này thì rất ok rồi. Hàng đi của thương hiệu Osaka nhá, Osaka đó một trong thương hiệu rất nổi tiếng chuyên về đồ gia dụng. Sản phẩm này thì có công suất là 350W nhá và sử dụng giúp em là điện 220. Đó về các bác dùng để xay thịt, xay cá, xay rau củ quả rất ok luôn. Sản phẩm thì sẽ gồm có là đi một phần thân máy này. Đấy, một thân máy nhá. Đấy, Osaka Japan, đó Osaka Japan. Đây là phần dây nguồn, cắm trực tiếp điện 220. Đây là cái công tắc bấm này. Đấy các bác cắm nguồn, bấm vào đây cho em là máy nó chạy này. Và bên trong này của nó thì sẽ gồm có là đi phần cối xay nhá, cối xay. Cối xay này, đây cối xay này. Đó, cối xay có phần trục này. Đó, phần lưỡi nhá. Lưỡi này của nó thì hàng này thì sẽ là hàng 4 lưỡi. Hàng 4 lưỡi thì các bác khi mà các bác xay thì xay rất là nhanh và cực kỳ nhuyễn luôn. Xay nhanh, xay nhuyễn và rất là đều. Đấy, các bác xay cho em tất cả các loại chất liệu luôn. Từ thịt cá, rau củ quả, tất cả các loại các thứ luôn nhá. Đó. Xay sinh tố, xay sử dụng nhà bếp, xay rau củ quả quá ok luôn. Đấy, thì về các bác chỉ việc là cho đồ ăn đúng không đây. Đấy, sau đó các bác đậy cái nắp này vào. Lắp cho em vào máy lên. Đấy, khớp nó vào. Đó, các bác bấm nút cái thế là máy chạy có thế thôi, rất đơn giản nhá. Giờ em sẽ test cho bác thực tế xay này. Đây nha, giờ em sẽ dùng đá viên nhá. Đá viên là một những cái chất liệu rất cứng này. Đấy em sẽ xay test thực tế bác coi nhá. Đấy đá viên luôn này, đá viên vừa lấy tủ lạnh ra luôn này. Đó. Bỏ luôn trực tiếp vào trong cái cối này luôn nhá, bỏ luôn vào trong cái cối xay này. Con này nói chung là xay tuyệt vời rồi. Thực ra thì em nhiều bác chưa xem những cái đoạn này trước em xay nhiều mà. Đấy xay nhiều các bác rất là thích luôn, mà cái này em bán cực kỳ nhiều luôn đấy. Đấy, cho hết cảm khay luôn nhá. Đó, bác nào mà xem đoạn này lâu quá thì mình có thể tua qua. Đó thì em báo giá luôn nhá, cái sản phẩm này hiện tại bên em đang phân phối với giá là 110.000 một cái chiếc cối xay Osaka nhá. Đấy 110.000 một cái thôi, giá nó rất là bình dân. Đấy, cho rất nhiều đá bên trong này. Đấy, cho rất nhiều đá bên trong nhá, đây, cho đầy đá bên trong rồi này. Đó. Bây giờ em sẽ tiến hành xay nhá. Các bác đậy trong cái nắp này vào. Đó đậy cái nắp này vào nhá. Đó, rồi sau đó các bác khớp nó vào đây. Đấy, khớp nó vào. Và các bác để lên đây, cấp nguồn cho nó vào là xong. Đó, cấp nguồn vào này. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 nhá. Đấy, cắm trực tiếp nguồn 220. Đây, giờ em sẽ bấm cho bác con này. Đấy, thì ở đây, các bác bấm ở đây là máy chạy nhá.
đây bấm đây. Cái sản phẩm máy xay này thì các bác bấm thì nên nhấp nhả nhé, các bác đừng giữ lì là nó sẽ rất là tốn thọ đấy, nó nhanh hỏng máy nhá. Đấy, các bác nên nhấp nhả nhé. Nhấp nhả thì cái tuổi thọ máy thì nó sẽ được tăng hơn. Đấy, đây các bác xay này. Đấy, rất là đơn giản thôi, chỉ việc ấn vào đây thôi là máy nó quay. Đó, xay xong đấy các bạn. Nói có vài câu chắc là chưa đến 3 giây luôn, chưa đến 5 giây luôn. Máy xong ngon lành rồi. Đấy, xay ngon lành đây. Mở cho bác xem thành quả nhá. Đó, mở bác xem thành quả. Ui trời. Quá tuyệt vời luôn này, có nhìn này, đá này. Nhuyễn như băng luôn nhá. Đây, đúng như tuyết luôn này, có nhìn này. Đá viên đây nhá. Vừa nãy cục viên rất to nhá, đây này có nhìn này. Đấy, ví dụ như các bác có làm tí sinh tố, đấy, mình xay tí đá, mình ăn tí sữa chua đánh đá cũng quá ok luôn, cho luôn đây các bác xay, quá tuyệt vời luôn này. Đây. Đấy, ngon lành cái nào luôn nhá. Đó, thực tế về sản phẩm test ngon lành bác luôn. Đó, các bác thấy thực tế sản phẩm nhá. Rồi. Đấy là thực tế về cái sản phẩm máy xay Osaka em đang phân phối các bác nhá. Đó thì giá thì em báo giá lại lần nữa này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái máy xay Osaka nhá. Sản phẩm này thì sử dụng điện 220, công suất sẽ là 350W nhá. Và em báo giá luôn 110k một cái con máy xay Osaka nha. Lên mã em sẽ là cái máy xay Osaka. Đấy, Osaka. Sản phẩm này các bác có thể là xay đa năng các tất cả các loại thực phẩm luôn. Đấy, từ thịt, cá, rau, củ, quả, xay sinh tố, xay thịt, xay mỡ được hết luôn nhá. Đấy, vì nó là dòng bốn lưỡi, nó chém rất là khỏe luôn. Đó, vừa xay test thực tế đá viên này bác rồi, rất cứng nhá, nhưng mà nó chém nhuyễn luôn nhá. 110k một cái con sản phẩm nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên mã xả kho luôn cái mã hàng gối massage này. Đấy, gối massage 16 bi nhá. Đấy, con này thì bên em bán cực kỳ chạy luôn. Và đợt này em về cái lô này giá cũng rất là tốt để vụ bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là chiếc gối massage. Đó, chiếc gối massage 16 bi nhá. Con này là dòng cao cấp 16 bi đấy. Giá của nó thì bữa trước đang bán là 350.000. Em về bác mức giá rất dễ mua luôn, 260.000 một chiếc và sẽ bao ship cho các bác tận nhà luôn. Đấy, 260.000 nha, các bác không nghe nhầm đâu. 260.000 một chiếc gối massage nha. Hàng mới căng nguyên hộp luôn. Các bác mua về làm quà này, một cái món quà cho người già, người thân. Đấy, bố mẹ, anh chị em, ông bà, bố mẹ rất ý nghĩa. Rồi các bác mua về sử dụng trải nghiệm này. Đấy, sau những ngày làm việc mệt mỏi, các bác mua về. Mình bật máy lên và bắt đầu thưởng thức cảm nhận thôi. Máy thì chạy cực kỳ khỏe, rất êm và massage cổ vai gáy này. Đấy. Massage cả người cả chân tay được luôn, rất ok nhá, cực kỳ đa năng nhá. Bộ sản phẩm sẽ gồm có là một thân máy này, đi kèm với cho bác là một cục nguồn nhá. Đấy, một cục nguồn. Con này nó sử dụng cái nguồn 220 và qua cục adapter này nó sẽ chuyển xuống nguồn là nguồn 12V nhá. Thì đây. Đấy, đây là chân của nó, chân nguồn nó này. Đó. Và đây là phần máy này, đó, toàn bộ là có phần bọc da nhá. Ở đây là phần lưới này. Đấy, và bi là hai bi hai bên. Phần dây kết nối nguồn này, bên này thì là những cái phần thao tác nút bấm nhá. Đấy, ví dụ như là bật tắt này, rồi là đảo chiều, tăng tốc, giảm tốc này. Đấy, rồi là kiểu đảo sóng, tiết kiệm điện, rồi các chế độ massage khác nhau ở trên cái bảng điều khiển nhá. Thì các bác bấm nút bấm rất là dễ dàng nhá. Đặc biệt dùng cho người già rất là dễ dùng sử dụng luôn. Đó. Chỉ có 260.000 thôi nhá. Một chiếc gối mới keng nguyên hộp như này luôn. Đấy, 260k. Đây đang về cái lô này giá rất tốt luôn. Đây thì em sẽ cắm vào test bác coi này. Đấy. Đây. Cấp trực tiếp nguồn 220 cho em. Đó, cắm trực tiếp nguồn 220. Sau đó là các bác cắm vào đây. Cắm vào cái dây bên hông này. Đó. Đấy các bác để đầu giường, lúc nào mà cần thiết cái bấm cái lên luôn nhá. Đấy, nó có cả chế độ đèn hồng ngoại này, đấy có cả chế độ đèn hồng ngoại để sưởi ấm nhá, sưởi ấm này. Đấy, có nhìn này, tay em này nó đảo này, đó tay em nó đảo đây này, đấy, tay đảo này, đấy, máy chạy khỏe êm lắm, đó các bác massage cổ vai gáy phê lắm, thích lắm. Đấy, sau những ngày làm việc mệt mỏi rồi, đau lưng đau cổ các thứ rồi các bác gối lên cho em, đấy gối khoảng tầm 30 phút thôi là sướng tê người luôn, đấy, nói chung là thích lắm, dùng thích lắm, ok lắm, đó máy chạy cực kỳ khỏe nhá, đấy các bác nhìn bi đang quay này, đó. 260k nhá, lên mã cho em sẽ là chiếc gối massage 260k bao ship, cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác xài. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Thật là cảm giác. Đó, thấy không? Đây là
là chiếc gối massage cổ vai gáy. Gối này thì có 3 chế độ massage sẽ mô phỏng cho 8 động tác massage chuyên nghiệp. Ở cái gối này còn có chế độ hồng ngoại giúp chườm nóng và lưu thông khí huyết tuần hoàn máu. Gối được thiết kế đường cong công thái học tạo cảm giác mềm mại và ôm trọn cột sống cổ. Đó, cảm giác nằm lên chiếc gối massage này sau một ngày dài làm việc mệt mỏi nó rất là sướng luôn. Và ngoài cái chức năng chính là massage cổ vai gáy ra thì em này còn linh hoạt massage được ở mọi vị trí như là ở phần lưng nhá. Cho các anh chị em hay làm dân văn phòng hay ngồi nhiều thì massage lưng sẽ rất thoải mái và đỡ mỏi hơn. Massage bắp chân giúp giảm căng cơ sau một buổi vận động hoạt động thể thao nhiều. Ngoài ra còn massage được cả tay, cả lòng bàn chân và bụng vân vân. Một ngày dành ra 30 phút để massage cho toàn thân sẽ giúp cho thư giãn, giảm căng thẳng mệt mỏi, thoải mái, giảm căng cơ, thúc đẩy tuần hoàn máu. Từ đó sẽ giúp cho chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh và ngủ ngon hơn. Đó, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, sản phẩm phù hợp cho tất cả các loại lứa tuổi nhá. Lứa tuổi từ trẻ đến già. Các anh chị dân văn phòng, những người nào chơi thể thao, bố mẹ, ông bà và những người lớn tuổi nữa khi dùng được, bạn cũng dùng được. Mua ở đây nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đó, đây, vẫn đang chạy đây. Đó, các bác về các bác có thể để tay lên đây này, để bắp chân lên đây, để phần lưng lên đây, rồi là để phần cổ vai gáy được tất luôn nhá. Đấy, nói chung là một chiếc máy massage đa năng mà giá đợt này thì đang sale giảm giá cực tốt bác luôn, 260k một chiếc gối massage nhá. Đấy, 16 bi bao ship cho bác đến tận nhà luôn nhá, đầy đủ phụ kiện, đến nơi các bác cứ cắm test thử cho em ok, các bác nhận hàng thanh toán nhá. Rồi, đấy, em qua những mã hàng tiếp theo. Rồi, tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái cuộn keo dán tôn dán chống thấm chống rột này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đấy, và bắt đầu đang vào đợt này, đang vào cái đợt mùa mưa rồi mà. Đấy, bắt đầu đang vào một đợt mùa mưa rồi. Đấy, ví dụ như là mái tôn này, mái baro thứ nhà mình đang hiện tại đang bị lủng này, bị rột này, thì các bác mua cho mấy cuộn này về các bác dán cho em. Đấy, dán cho em. Đấy, các bác chỉ việc bóc ra cho các bác dán thôi nhá, rất là dễ dàng dụng luôn mà nó dán chống thấm rất là tốt luôn. Ở đây về bóc cho em cái lớp này, nó có cái băng keo dính này, bóc ra. Đấy, bóc ra sau đó các bác dính trực tiếp đây, nó có một cái lớp keo này, dính kỹ quá. Đó, về các bác bóc ra xong rồi các bác ôm trực tiếp cái chỗ này vào cái chỗ lủng nhá, và đây nó có một cái lấm tấm cái lớp dạng keo, cái tờ giấy nó bảo vệ lớp keo này. Đấy, các bác bóc trong cái tờ giấy ra nhá thì nó mới dính được nhá. Đây này, bóc cái tờ giấy này ra. Ở đây nó dạng keo này. Đấy, cái keo rất là hay là khi mà có ánh nắng hoặc nhiệt độ tác động lên thì cái keo nó càng chảy ra và nó càng dính. Đấy, nên đặc biệt là các bác dán ở những vị trí ví dụ mái tôn, mái bờ đô rất là phù hợp luôn. Cái bản này như em đang bán thì cái bản nó là bản to nhá, bản này là bản 10 cm. Đấy, ví dụ như đến cái chỗ nào nhỏ thì mình có thể cắt đôi ra. Đấy, cắt đôi ra thì các bác dùng tiết kiệm hơn. Đó, cuộn này thì sẽ dài là 5m nhá, dài 5m này, dài 5m, và cái khổ của nó sẽ là khổ 10 cm nhá. Khổ to này là khổ 10 cm và dài là 5m này. Dài 5m, và em báo giá luôn, bên em đang bán chỉ có 40.000 một cuộn này thôi. 40.000. Lên mã cho em sẽ là cái cuộn keo dán tôn nhá, keo dán tôn. Keo dán tôn này, dán chống thấm chống rột này, dán chống thấm chống rột nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 một cuộn nha, khổ của nó sẽ là khổ 10 cm, nếu mà các bác muốn khổ nhỏ hơn thì các bác mua về các bác cắt ra thôi. Đấy, cắt ra là dùng dán được thoải mái nhá. Đấy, cắt ra dán được thoải mái luôn. À, thực tế video test thực tế đây, các bác cùng coi sản phẩm này. Đấy, nói chung là hiệu quả lắm mà dùng ok. Lên Trung Quốc. Mình thấy trên mạng là rất hot cái băng dính chống thấm nước này nhá, mình mua về kiểm tra thử luôn nhá. Băng dính này thì dán được trên mọi bề mặt các bạn nhá, kể cả dán trên bề mặt đang ướt nhá. Khi dán vào thì bóc ra rất khó. Loại này chống cả nước, chống cả nóng. Bây giờ mình hy sinh chọc thủng cái chậu để kiểm tra nhá. Lưu ý là khi bóc ra thì nó còn có một lớp ni lông mỏng để bảo vệ chất keo các bạn nhá. Mình phải bóc ra thì mới dán được, các bạn nhìn kỹ nhá. Bơm đầy nước và mình thử dán nhá. Nước đã chảy qua cái lỗ mình đục sẵn, mình không cần lau khô chậu và mình dán luôn nhá. Một phát ăn ngay luôn các bạn nhá. Mình kiểm tra thì không hề bị giò một giọt nước nào luôn. Sản phẩm này mình đánh giá đúng như quảng cáo nhá, 9,5 điểm các bạn nhá. Đấy, thực tế về mình sản phẩm nhá, đúng như là thực tế luôn. Đánh giá điểm lên đến 9.5 nhá. Dán thực tế các bác chỉ việc là về bóc cho em cái miếng dán bảo vệ này, các bác ốp trực tiếp vào cái chỗ nào nó bị thấm rột cái thứ ra, mái tôn, mái bờ rô, rồi những cái chỗ nào mà tường nứt, vách nứt cái thứ ra. Đấy, những cái chỗ mà nó giao nhau nó bị nứt, nó bị thấm ra thì các bác dán cho trực tiếp vào là xài thôi nhá. Đó, một cuộn này chỉ có 40.000 thôi. Dài 5m nhá, rộng 10 phân, dán khá là nhiều luôn đấy. Đó. 40.000 một cuộn keo dán tôn, dán chống thấm chống rột nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ bình 3 cốc này, để về các bác xài. Đấy, các bác hay đi du lịch, đi chơi, đi picnic, đi câu cá rồi các bác sử dụng gia đình, hoặc là anh em các bác mang đi làm cũng rất ok luôn. Một cái bộ bình này thì sẽ gồm có là một chiếc bình chính này, đi kèm cho bác là 3 cốc. Cái bình này thì dung tích của nó sẽ là đi 500ml, đấy, nửa lít nước nhá, giữ nóng 12 tiếng, giữ lạnh 12 tiếng nhá. Giá thì em báo giá luôn chỉ có 70.000 một bộ thôi. Thì sẽ bao gồm đây các bác này, là một chiếc bình này, đi kèm bác là 3 cái cốc luôn. Đấy, là mình có cốc uống nước sẵn luôn nhá, không cần phải mua thêm cái gì cả đây. Full combo một bộ nhà, đó, một bộ nhà nhá, là gồm một bình này,
ba cái cốc này. Đấy, cốc là bằng inox luôn nhá, bên ngoài có phần bọc nhựa chống nóng rất ok luôn. Đây, phần bên trong này. Đấy, đây su 304 đó, đấy, dấu su 304 này đó, bình giữ nhiệt 12 tiếng nhá, nắp đậy ok luôn. Và cái con này nắp đậy nó thiết kế dạng nắp đậy mà mở nhanh nhá, các bác ấn vào đây đấy là các bác rót nước ra bình thường. Đấy, còn lúc nào các bác muốn khóa bác ấn cho em phát nữa là tụt vào là nó sẽ khóa kín luôn. Đấy, rất ok, là nước không thể ra nữa nhá, các bác xoáy chặt vào nước ra ra luôn. Đó, thiết kế cực kỳ chắc chắn và đẹp nhá. À, một bộ này các bác đi chơi này, đi du lịch này, đi picnic, đi câu cá này, đi làm này. Đấy, mình có cả bình cả cốc. Đấy, anh em bạn bè phải đi làm đông với nhau. Đấy, hoặc đi chơi đông với nhau. Đấy, mình có cái bộ này là ngồi uống trà uống cà phê nhâm nhi rất ok luôn. Đó, uống rượu được luôn. À, bộ bình ba cốc nhá, bộ bình ba cốc báo giá bác luôn. Bộ này thì hiện tại em đang gửi bác giá rất là hạt rẻ, chỉ có là đi 70.000 bộ thôi. Lên mạng em xem cái bộ bình ba cốc nhá, bộ bình ba cốc này. Đó, giá của nó sẽ là 70k một cái bộ bình ba cốc nha, 70k bộ, là bao gồm là một bình và ba cái cốc nha. Bình dung tích của nó sẽ là 500ml. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con đèn 4 cánh này. Lên mã em sẽ cái đèn 4 cánh nha, em báo giá bác luôn. Bên em đang gửi bác một cái mã đèn 4 cánh này với giá sẽ là 90.000 một quả nha. Con này là sử dụng dòng chip LED siêu sáng và rất là tiết kiệm điện luôn. Các bác sử dụng gia đình các thứ nhà mình rất ok. Lên mã em sẽ cái đèn 4 cánh nhá, đèn 4 cánh 90k một cái quả bóng đèn 4 cánh thôi nhá. Đấy, 90k một quả. Sản phẩm này thì sẽ có công suất là 100W nhá và sử dụng cho em là điện 220. Cái đuôi của nó là đuôi phổ thông, đuôi sẽ là đuôi xoáy nhá, đuôi xoáy này. Đấy, đây. Công suất là đi 100W này. Nhiệt độ màu sẽ là 6500K, tức là ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng nhá. Và điện là điện 220. Đó, về các bác cứ xoáy trực tiếp với cái đuôi nhà mình thì các bác xài thôi. Đấy, những cái không gian mà dạng sân vườn, không gian rộng thì các bác mua cho em quả này. Đấy, 100W, rất là sáng nhá, cực kỳ sáng luôn. Và nó là dòng chip LED siêu sáng, tiết kiệm điện nhá. Đấy, rất tiết kiệm điện. Và cái thiết kế rất hay, nó nhiều là một cái dạng cái quạt trần nhá, các bác vừa có thể làm đèn trang trí vừa có thể làm đèn chiếu sáng luôn, rất ok. Đó, cái này con này thì những cái đợt năm ngoái thì em đang bán khoảng tầm 200, hơn 200 quả. Đợt này nó về những cái lô này giá nó rất là tốt luôn. Đấy, giá rất là tốt mà sản phẩm dùng rất ok luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái đèn 4 cánh nhá, đèn 4 cánh. Em đang gửi bác một cái quả bóng đèn 4 cánh với giá sẽ là đi 90.000 một quả nhá. Đấy, công suất 100W nhá và sử dụng là điện 220. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bếp ga du lịch này. Lên mã cho em sẽ là cái bếp ga du lịch nhá. Đó, bếp ga du lịch dùng rất ok luôn. Đây, sản phẩm bếp ga du lịch. Về các bác hay đi chơi, đi du lịch, đi cắm trại, đi picnic hoặc các bác nào hay ở một mình. Đấy, mình đôi khi mua bếp ga thứ là nó rắc rối lằng nhằng thì các bác mua cho em cái con này về. Đấy, nó sẽ có bốn cái chân kiềng nhà nhá. Có phần đánh lửa tự động này. Đấy, các bác không cần phải mồi. Về các bác chỉ việc ấn cái này là tự động là nó sẽ ra lửa thôi. Đấy, nó có phần đánh lửa tự động này. Và cái đây là cái phần vòng xoay để các bác điều chỉnh cái phần ga to nhỏ nhá. Về các bác lắp trực tiếp cái bình ga mini các bác mua, các bác cho vào đây, sau đó các bác nhích ga lên, bấm cho lửa ra thế là bùng lên, có thể xài thôi. Đấy, và đi kèm ở dưới này nó sẽ có bốn cái chân đế. Đấy, để khi mà các bác sử dụng các bác để thì nó sẽ chắc chắn hơn. Đấy, cái này xong to xong nhỏ các bác chơi hết cho em luôn nhá. Đấy, về các bác chỉ việc là mua cái bình ga mini các bác lắp vào các bác xài rất tiện dụng luôn. Đi chơi, đi picnic, đi dã ngoại cực kỳ là ok. Đấy, khi nào mà dùng xong thì mình có thể là gấp gọn vào, rất nhỏ gọn tiện lợi nhá, dễ sử dụng mà nói chung là hay. Đấy, một chiếc bếp ga đây, khi nào mà gấp gọn nó sẽ nhảy rất nhỏ gọn luôn, và khi mà các bác mở ra thì rất là dễ dàng. Đó, mở ra cái mở bốn cái kiềng bên trên, bốn cái chân bên dưới này, chắc chắn ok luôn, thiết kế cực kỳ chắc chắn và chất lượng nhá. Đó, lên mã cho em sẽ là cái sản phẩm là cái bếp ga mini nhá. Bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 100k một cái. Bếp ga mini hoặc là bếp ga du lịch đều được nhá. Đấy, bếp ga du lịch hoặc là bếp ga mini. Đó, giá sẽ là 100k, 100k cho một cái bếp ga du lịch, bếp ga mini này, 100k một cái thôi. Giá rất bình dân. Sở kho luôn các bác, đó là cái cây bút lấy dấu bằng đồng này. Đấy, cái bút này về các bác chuyên dùng để các bác lấy dấu nhá. Đấy, mỗi lần view các bác khoan đục, các bác muốn lấy dấu một cái vị trí cho nó chính xác, chuẩn xác nhá, nó không bị lệch, xô dịch không bị lệch. Đấy, đi các bác mua cho em cái cây lấy dấu này về dùng rất tiện luôn. Cái cây lấy dấu này thì nó có thể lấy dấu trên mọi vật liệu luôn. Đấy, như là kim loại này, sắt, thép này, rồi là đồ gỗ, sành sứ thứ cho em được tất luôn nhá. Chất liệu toàn bộ bằng đồng thau. Đấy, phần này là nó dạng lõi thép nhá. Đấy, nó bắn cực kỳ khỏe luôn và nó in cái lốt lên rất là rõ luôn nhá. Đấy, và thậm chí các bác có thể dùng cái cây này các bác dùng để phá kính được luôn. Đấy, bắn rất khỏe nhá. Nó đi lên mã em sẽ cái cây lấy dấu, nói em báo giá luôn. Bữa trước cây này thì bên em đang bán là 50.000, nên em
Về đây bác mức giá rất dễ mua luôn, chỉ cần có 30k một cây nhá, 30k một cây thôi. Lên mã duy em sẽ là cái cây bút lấy dấu nhá, 30k một cây. Đây em sẽ lấy thử lấy test cho bác coi này. Đây nhá, em đang có cái bề mặt đây, em lấy thử dấu cho bác coi nhá. Đấy, con này thì rất là dễ dàng thôi, các bác chỉ việc ấn mạnh này, ấn mạnh chưa? Đấy là kiếm tạch cá được rồi. Đấy, đây em đang lấy vừa lấy ba cái dấu, nhìn thấy ba cái dấu luôn này. Đấy, rất rõ ràng luôn nhá. Đó, về ví dụ các bác muốn khoan đục một vị trí nào đó thật là chính xác đấy bác. Ấn cho em cái. Đấy là nó sẽ tạo thành một cái dấu luôn. Đây, lấy lại phát nữa này. Đây. Đấy, thấy không? Nó kêu cái tạch tạch cái đấy, có nhìn này. Đấy, em lấy mấy dấu đây hết này. Đó, 5 6 dấu đây hết luôn nhá. Đó, chẳng chỉ bằng cái cây bút lấy dấu rất là nhẹ nhàng tình cảm thôi. Các bác cứ ấn mạnh cái là tự động là nó sẽ lấy dấu vào luôn. Đó, ok luôn. Đó thì em đã test thực tế cây bút lấy dấu này rồi các bác nhá. Giá của nó thì hiện tại đang giảm giá, giá rất tốt luôn. Đấy, giá gần như là giá tốt nhất thị trường nhá. 30.000 một cái cây bút lấy dấu nhá, 30.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng đó là cái dòng nồi cơm của Sát này, và đợt này thì cũng về cho bác mức giá rất dễ mua luôn. Đấy, em báo giá lại các bác một lần nữa cái mã hàng này các bác nhá. Lên mã thì em sẽ cái nồi cơm Sát các nhá, nồi cơm Sát. Nồi cơm Sát. Đó, bữa trước thì cái sản phẩm này đang bán là 550.000. Hôm nay em về giá mới, giảm giá xả kho bác luôn. Giá chỉ có 450k một nồi thôi và sẽ bao ship cho bác đến tận nhà luôn. Đấy, dòng nồi cơm Sát nhá. 450.000 một cái, bao ship tận nhà. Đây. Nồi cơm Sát thì Sát này hãng của Nhật nhá. Cái công suất của nó sẽ là 900W nhá, dung tích là 1,8 lít và sử dụng điện 220. Đó là cái hay của nó là sử dụng điện 220. Đấy, và nồi 1,8 lít nhá, công suất 900W nhá. Con này nó sử dụng cái công nghệ là cái công nghệ mâm to nên là khi mà cơm nấu chín rất là ngon. Cái này thì thực tế anh em đã test thực tế rồi. Đấy. Cho ra phần cơm ăn rất là ngon luôn. Cơm dẻo, chín, ngon đều nhá. Đấy, nồi thì cực kỳ chắc chắn, thiết kế theo dạng là nồi kiểu dạng hơi hướng hiện đại bây giờ nên là nó thiết kế rất là đẹp luôn, vừa đẹp vừa sang trọng vừa lịch sự mà rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Dòng này thì của nó sẽ là dạng cái dòng nồi cơ bạn, nồi cơ nó không phải là cái nồi điện tử nên là người già trẻ em đều dùng hết luôn nhá. Nói chung là cả gia đình nhà mình đều dùng hết luôn. Đấy, các bác nấu cơm thì chỉ việc bác nhớ cho em là bấm nút này. Đấy, nếu mà không bấm nút cơm nó sống như thế thôi. Đấy, nấu cơm thì nhớ bấm nút. Đấy, có bấm nút cái thế là tự động lúc nào chín là sẽ nảy, thế là các bác ăn thôi. Đây, thiết kế thì có phần quai sách nhá, các bác có thể sách mang đi mang lại rất tiện này. Đấy, em thích những cái nồi cơm mà nó có cái quai sách này, dùng rất là thích này. Mình đôi khi mình cứ hay sách đi sách lại mà các bác mỗi lần các bác bị bê nó rất là mất công. Đây, nó có quai sách sách đi sách lại rất ok, cái này là thấy đã thích rồi này. Đấy, tiếp theo thì đây cái chế độ mở nắp nồi nhá, các bác chỉ việc này ấn vào này, tự động nó sẽ mở ra đó. Còn các bác muốn ấn đóng vào, các bác ấn mạnh em cái vào lẫy luôn. Còn các bác muốn mở thì các bác ấn đây cái tự động mở luôn, rất hay. Đó, bên trong thì sẽ gồm có là một đi kèm với một cái xưởng hấp này nhá. Đấy, một cái xưởng hấp. Đấy, các bác có thể cho thêm những cái đồ hấp vào đây, các bác vừa nấu cơm vừa dùng cái hơi nồi cơm để các bác hấp đồ này. Đấy, một cái ca đong gạo đong nước này, một cái môi sới cơm nhá, môi sới cơm, cuộn dây nguồn nhá, cuộn dây nguồn này. Đấy, cuộn dây nguồn, sách hướng dẫn sử dụng này, và kèm thẻ bảo hành luôn này. Và đây là cái phần nồi. Đấy, dung tích là 1,8 lít nhá. Cái này thì phù hợp cho gia đình khoảng tầm 4 đến 5 người ăn là rất là thoải mái rồi. Đấy, toàn bộ bên trong lòng nồi là toàn bộ được chám một lớp chống dính nhá. Nên có yên tâm không lo nó bị dính hay là cháy gì cả. Đó. Nồi thì nó là dạng nguyên khối luôn, cắt laser nguyên khối nên là các bác dùng rất ok, cầm chiếc nồi rất là chắc và nó dày các bạn, dày. Đấy, quan trọng là cái chất nồi nó dày này thì khi mà các bác nấu cơm ấy, cái cơm nó cho ra nó chín rất là đều và dẻo nhá. Đấy, còn đây phần trong, bên trong mâm, mâm bên trong này đó, to to nhá. Đấy, quan trọng là kích thước của nó to thì khi mà to thì cái tiết diện nó to thì cái sức nóng của nó sẽ cao. Đấy, khi mà cao thì cái nhiệt của nó sẽ nâng lên và cái độ cơm chín của bác nó sẽ chín thấu, chín dẻo và ngon hơn nhá. Đó, đấy thì tổng quan về cái con nồi đấy anh em đã quay rất chi tiết rồi. Nói chung là đầy đủ phụ kiện các thứ đi kèm để về các bác sử dụng, không cần phải mua thêm cái gì cả nhá. Về chỉ việc là các bác cắm điện và các bác xài thôi. Nồi nấu cơm rất là ngon. Cái này em đã test thực tế rồi. Đấy, test thực tế nồi nấu cơm ngon nhá. Cơm chín dẻo ngon và chất lượng, và thiết kế theo dạng là hiện đại nhá, hiện đại rất ok. Có quai sách này, bấm cái mở ra nhá, đóng cái thu vào, có thế thôi. Đó, rồi. Mới keng nguyên hộp luôn. Công suất sẽ là 900W nhá, sử dụng điện 220, dung tích là 1,8 lít nhá. Đó thì em báo giá lại một lần nữa này. Lên mã giúp em sẽ là cái nồi cơm Sát nhá. Bữa trước đang bán bác là 550.000, hôm nay em về đây bác mức giá rất dễ mua luôn.
450.000 một chiếc nồi cơm nha, bao ship tận nhà, hàng của thương hiệu Sáp công nhá. Đó, rất chất lượng luôn, nồi rất là đẹp. Đấy, nồi các bác cứ nhận hàng kiểm tra, cầm sách một chiếc nồi nặng trịch chắc chắn. Ok, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cây cây đèn pin nhôm, lên mã em sẽ cây đèn pin nhôm nhá, em báo giá luôn. Giá của sản phẩm này sẽ là 160.000 một cái nhá. Đèn pin nhôm này. Đấy, đèn pin nhôm 160k một cái đèn pin nhôm nha, 160.000 một cây đèn pin nhôm. Bộ sản phẩm thì sẽ gồm có là một thân đèn nhá, một thân đèn. Cái thân đèn này thì toàn bộ của nó là bằng nhôm hết nhá, nên bên em hay gọi là đèn pin nhôm, toàn bộ nhôm. Đấy, Polycare made in Japan nhá. Đấy, có phần tay cầm rất ok. Con này thì rất nhỏ gọn thôi. Đấy, cầm rất vừa vặn nhá, các bác sử dụng gia đình các thứ rất hợp lý đấy. Đi kèm với bác là một cái cọng dây cáp sạc để đi về các bác muốn sạc pin thì các bác cậy cho em nắp vào ra. Cắm cái đầu sạc vào đây, còn cái đầu còn lại các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 nhá. Đấy, để các bác cắm sạc cho cái đèn này. Và đi kèm thì sẽ có cho các bác thêm là hai viên pin 18650 nhá. Cái hay của sản phẩm này là nó sử dụng cái pin 18650 nên là khi mà các bác có thể là muốn thay thế hoặc các bác mua thêm rất là dễ. Đấy, và hiện tại bên em đang bán một viên pin 18650 cũng như này thì bên em đang bán lẻ là 20k một viên nhá. Thì nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin dự phòng thì các bác mua. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20k. Đấy, còn sẵn trong đèn là nó sẽ có rồi. Thì đây em sẽ lắp cho bác coi. Đó thì về các bác cứ lắp đúng chiều pin này. Đấy, lắp cho em đúng chiều pin đầu cộng đầu trừ vào. Đấy, các bác lắp vào, sau đó là các bác cho vào đèn. Đấy, xoáy trong cái nắp này vào là các bác bật lên là các bác xài thôi. Đấy, xoáy cái nắp này vào. Đó, đây bấm thì nó sẽ ở đây. Đấy, nó sẽ có các chế độ sáng này, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, có cả nháy cảnh báo LED nhá. Đèn khá là sáng và soi khá là xa. Rất tiện dụng, nhỏ gọn nhá. Đấy, thì lên mã em sẽ là đèn pin nhôm. Đi kèm là có cả pin cả sạc đầy đủ luôn. Đấy, thì chọn một bộ là 160.000 thôi nhá, 160.000. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin ấy thì bên em đang bán lẻ một viên là 20.000 nhá. Còn nếu mà sẵn thì trong này nó có pin sẵn rồi, về các bác chỉ việc xài. Đèn cầm cực kỳ chắc tay luôn. Đấy, có kèm cả sạc, về chỉ việc là dùng thôi, không cần phải mua thêm cái gì các bác nhá. Đó, đèn pin nhôm 160.000 một cây. Lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ khay 5 tầng. Lên mã duy em sẽ là cái bộ khay 5 tầng. Đấy, bộ khay 5 tầng, cái bộ này thì bên em bán khá là nhiều luôn. Đó, bộ khay 5 tầng nhá. Thì đây, đấy, trên hình đang coi thì nó sẽ thành 5 cái khay nhỉ. Nhìn thì đây nó có một khay nhá, nhưng mà nó lồng lại là thành 5 cái khay nhá, 5 cái khay này. Kích thước sẽ gồm có là 10 này, 12, 14, 16 và 18. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ khay 5 tầng nhá. Bộ khay 5 tầng. Bộ khay 5 tầng, giá của nó sẽ là đi 50k một bộ thôi. Đấy, 50k bộ về các bác dùng để đựng thức ăn này, rồi là đựng đồ ăn đồ uống các thứ, vào đây rất tiện dụng luôn. Rồi là các bác mà hay đi làm công trình công trường, đi làm công sở các bác sẽ hay phải mang cơm đi làm. Đấy, thì các bác mua cho cái bộ này về. Hoặc là ví dụ ở nhà mình hay bảo quản đồ ăn để trong tủ lạnh các thứ rồi thì rất là hay. Thì đây, nó sẽ gồm có là một khay này, hai khay này, ba khay này, bốn khay này và một cái khay to nhất là khoảng 5 khay. Và đi kèm thì 5 cái khay này là nó sẽ có là 5 cái nắp đậy đi kèm. Đấy, rất cẩn thận luôn nhá. Có cả nắp đậy đi kèm luôn, là khi mà ví dụ các bác có mang đồ ăn đi cái thứ giờ nó bị văng ra, rồi ví dụ như là các bác để đồ ăn bảo quản trong tủ lạnh rồi, đấy thì các bác cho vào trong này. Đấy, mình bảo quản tủ lạnh hoặc các bác để ở ngoài mình có đậy vào cũng ok. Nó có cái nắp đậy rất an toàn. Đấy, không lo vi trùng vi khuẩn rồi bâu cái thứ giờ vào. Ok, sạch sẽ, gọn gàng ok nhá. Đấy thì khi nào mà dùng xong thì các bác có thể lồng vào. Nó rất là nhỏ gọn nha. Đấy, lồng vào nó rất là nhỏ gọn. Còn khi mà bày ra thì nó sẽ có chồng lên 5 cái khay nhà nhá. Đấy thì lên mã cho em sẽ là cái bộ khay 5 tầng. Bên em đang gửi bác giá một cái bộ khay 5 tầng là 50.000. Kích thước của nó sẽ là 10 này, 12 này, 14 này, 16 và 18 nhá. To nhất sẽ là 18. Đó, bộ khay 5 tầng, 50.000 một bộ nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ đũa thìa inox của Đức này. Đấy thì đây, đây là cái hộp thìa 5 chiếc của Đức nhá, hàng của thương hiệu Huiling luôn nhá. Đấy, một hộp này là 5 chiếc. Đó, giá thì bên em đang gửi bác giá rất là tốt luôn. 50k một hộp nha, 50k một hộp. Lên mã em sẽ là cái bộ thìa inox 5 cái. Thìa inox nhá, thìa inox 5 cái. Giá của nó sẽ là 50k, hàng của Huiling luôn nhá. Hàng hình hai thằng người này. Đó. Ngoài ra thì có đũa inox luôn, cũng nhiều bác hỏi đũa inox rồi. Đấy, đũa inox cũng của Huiling luôn. Đó. Một hộp 5 đôi. Giá cũng sẽ là 50k luôn, bán đồng giá đũa thìa như nhau nhá. Lên mã em sẽ là cái hộp đũa inox 5 đôi. Đấy, đũa inox nha. Một hộp là 5 đôi nhá, cũng 50k luôn, một hộp là 5 đôi. Su 304. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, Su 304 logo Huiling nhá. Đấy. Phần đầu đũa thì có chống trơn trượt nhá. Nhiều bác hỏi là góc đũa này có trơn không thì cứ yên tâm lóc không trơn. Đấy, và
đũa này thì inox này thì dùng rất là an toàn, lại không lo nó bị nấm mốc này, không lo nó bị cong vênh này, rất là an toàn với sức khỏe luôn. Đó, đũa rất là đẹp, dễ dàng sử dụng nhá. Lên mã em sẽ cho hộp đũa inox 5 đôi. Một hộp này là 5 đôi với mức giá là 50k một hộp nhá. Đấy, đũa inox hàng của Willing nhá, hàng của Willing. Đó. Ngoài ra thì đây là thìa. Thìa đây, thìa cũng là 5 cái, thìa rất là dày, thìa dày lắm. Các bạn nhìn này, cái thìa rất là dày. Đấy, thìa nó dày cộp luôn này. Đó. Su 304 nhá. Đấy, logo Willing này, bóng sáng loáng luôn. Một hộp thìa này sẽ gồm có là 5 cái nhá. Thìa rất dày luôn, thìa dày lắm đây. Lấy cho bác hai cái này. Đấy, những cái dòng thìa này khi mà các bác gõ vào với nhau thì nó cái tiếng kêu nó cọc cọc này thì các bác chứng tỏ là thìa nó rất là dày luôn. Đấy, về các bác sử dụng ok luôn. Lên mã thì em sẽ được cái hộp thìa inox 5 cái nhá. Hộp thìa inox 5 cái, giá của nó sẽ là đi 50k nhá, 50k một hộp thìa inox 5 cái nhá, 50k một hộp. Còn đũa thì 5 đôi cũng là 50k, bán đồng giá luôn thì các bác có thể lấy đũa lấy thìa tùy nhu cầu nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng đó là cái bộ dao đen của Nhật này. Đấy, của thương hiệu Asaka Japan, một bộ dao đen 5 cây. Giá thì siêu hạt rẻ. Chỉ có là đi 50.000, à xin lỗi bác là 70.000 một bộ dao đen của Asaka Japan nha. Lên mã thì em sẽ là cái bộ dao đen nhá. Bộ dao đen này. Bộ dao đen. Đấy, bộ dao đen. Giá sẽ là 70.000 một bộ nhá, 70.000 một bộ. Đây. Một bộ của nó sẽ gồm có cho bác là 3 cây dao. Một cây này, đấy một cây vừa lọc vừa thái bản to này, một cây chuyên này các bác lọc này, và một cái cây chuyên này các bác gọt hoa quả này. Đấy, cây chuyên gọt hoa quả có cả phần bật bia này. Đấy, 3 cây nhá. Asaka Japan này, xịn sò ngon này luôn. Sắc bén lắm. Tiếp theo thì là một cái sản phẩm rất hay, đó là cái này đó là cái đánh vảy cá nhá. Các bác dùng để các bác đánh vảy cá là bằng cái này. Đấy, các bác dùng cái này. Ngoài ra thì nó có một cái chi tiết rất hay nữa, đó là cái khuôn. Cái khuôn này ví dụ các bác làm bánh hoặc hay các bác hay rán trứng thì các bác dùng cái khuôn này. Đấy, khuôn hình trái tim. Rất ok luôn. Đấy, thiết kế rất đẹp nhá. Một bộ này sẽ gồm có là 5 món này. Đấy, 5 món 1 2. Và với lại 3 dao thì tổng là sẽ là 5, 5 món nhá. Đấy, rất đẹp, rất chất lượng nha. Bộ dao đen nữa nhá, bộ dao đen lên mã giúp em sẽ là cái bộ dao đen nhá. Cái bộ này thì chủ yếu các bác dùng chuyên để các bác thái nhá, chuyên dùng để thái. Giá nó chỉ có 70.000 thôi. Nói chung là so với tầm tiền này các bác mua cho em bộ dao này thì nó quá ok rồi. Giá nó quá hạt rẻ luôn mà chất lượng thì cực kỳ là ok, sắc bén lắm, sắc cực kỳ luôn. Các bác nhìn cái chất dao nó này. Đấy, lưỡi sáng bóng nhá, sắc cực kỳ luôn. Đấy, không sắc không lấy tiền. Lên mã nha, sẽ cái bộ dao đen nhá của thương hiệu Asaka Japan. Đấy, Asaka Japan này. Đó, giá sẽ là 70k một bộ dao đen nha. 70k một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây lên luôn cho bác đó là cái bộ ví hồng. Lâu lâu qua cho em quay cho bác cái bộ này, đó là cái bộ ví hồng nhá. Lên mã em sẽ cái bộ ví hồng này. Đấy, bộ này thì cực kỳ đẹp luôn. Đó, đó bộ này thì cực kỳ đẹp, rất nhiều chi tiết nhá. Đấy, sẽ gồm có các loại ví dụ như là bấm móng tay này, rồi là lấy dây tai này, có phần lặn mụn này, zip giếc cạo kia các thứ ra đầy đủ cho bác luôn, kìm cắt lấy ra chết dành cho chị em phụ nữ này, rồi là các ông các bà đều dùng hết luôn. Nói chung là dùng cả gia đình. Bộ này các bác mua về dùng đa năng, dùng cả gia đình nhà mình luôn. Đấy, đàn ông thì hay dùng những cái bấm tay móng chân, còn phụ nữ đàn bà thì hay dùng ví dụ như là zip giếc rồi những cái kìm kéo cắt lấy ra chết các thứ này thì các bác hay dùng những con này. Nói chung là bộ này dùng xài cho cả gia đình nhà mình luôn nhé. Trẻ em, người lớn, người già, đàn ông, đàn bà đều dùng hết luôn nhé. Đựng trong chiếc hộp da rất đẹp luôn. Lên mã giúp em sẽ cái bộ ví hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng. Đấy, màu hồng rất là đẹp luôn. Giá của nó sẽ là đi 60.000 một bộ thôi. Lên mã em sẽ cái bộ ví hồng nhá. Bộ ví hồng này. Đấy. Giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, bao gồm là các chi tiết như là cắt móng tay này, lấy dây tai này, nặn mụn này, kìm cắt lấy da chết các thứ này, giúp ở giếc các thứ đầy đủ luôn. Nhíp nhíp có đủ cả luôn nhá. 60.000 một bộ ví hồng nha. Cả kho luôn nữa các bác, đó là cái lọc rác ở cái bồn rửa bát nhá. Lên mã cho em sẽ cái lọc rác ở cái bồn chậu rửa bát này mình. Đấy, các bác mua cho em thay cái này về. Cái này thì nó thoát nước rất là nhanh. Đấy, và cũng rất là tiện nhá. Đấy, mỗi lần mà các bác muốn nâng lên thì các bác cầm vào này các bác nâng lên. Đó, rất ok luôn, nó rất là nó thiết kế rất tiện. Đây nó có cả một cái nắp đây để nó đóng kín van nước này. Đấy, các bác cho nó xuống. Đấy, cho nó khớp xuống nó sẽ đóng kín cái van nước bên dưới nhá. Còn nếu mà các bác muốn nâng lên cho nước nó thoát thì các bác kéo nó lên, xoay. Đấy là sẽ khớp vào rất ok. Đây. Toàn bộ phần lưới này có nó thiết kế dạng lưới inox nhá, thoát nước rất là nhanh. Đấy, và khi mà các bác cầm rác, cầm ra các bác đổ rác ra cũng rất là tiện luôn. Giá thì bình dân thôi, chỉ bên em đang gửi bác giá một cái lọc rác ở cái bồn rửa bát này. Giá của nó sẽ là 15k một cái nhá. 15k nhá, 15k lên mã giúp em sẽ có cái lọc rác ở cái bồn chậu rửa bát nhá. Đấy, ví dụ như cái bồn nhà mình hiện tại đang bị hỏng không có cái này này, hoặc là
cái nhà mình nó thoát nước chậm đấy, các bác mua cho em cái này về các bác thay vào đấy, nó chỉ có 15 ngàn thôi, về các bác thay vào rất là ok, dùng rất ok. Cái này em bán khá là nhiều, dùng hay lắm. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, đấy thực tế sản phẩm nhá. Đấy ví dụ về đấy các bác sử dụng này, đó thoát nước rất nhanh nhá. Bình thường những cái dạng nắp cống cũ nó cứ hay bị dính dính rồi là nó rất là khó sử dụng mà thoát nước rất là lâu. Đấy thì về các bác mua cái này về cho em sử dụng rất là ngon lành luôn. Đấy các bác đổ rác ra cũng rất là tiện, đó thoát nước cực kỳ nhanh luôn nhá, dùng rất là ok luôn. Đấy chỉ việc cầm vào cái núm mấy các bác nâng lên là xong. Đó 15k một cái nhá, lên đã giúp cho em sẽ là cái lọc rác thông minh ở cái bồn chậu rửa bát nhá, 15k một cái lọc rác nhà. Rồi một cái mã hàng rất là hay mà lâu lâu không lên cho bác coi, đó là cái miếng dán ngải cứu, miếng dán ngải cứu chuyên để các bác dán cổ vai gáy, dán rất là tốt luôn nhá. Cái miếng này thì bên em bán rất là nhiều rồi mà giá nó rất là bình dân, nó chỉ có 20 ngàn thôi nhá, 20k một cái hộp miếng dán ngải cứu thôi. Đấy, 20k nhá, một hộp thì sẽ gồm có là 12 miếng. Đây bóc cho bác coi, 12 miếng trong này thì nó đã tẩm ngải cứu cũng như những cái thành phần thảo dược bên trong này các bác dán. Đấy bác nào đang bị đau cổ vai gáy các bác dán cực kỳ nhạy luôn nhá. Đấy giảm đau nhức cổ vai gáy, đau nhức xương khớp. Đấy, nói chung là các bác cứ đau chỗ nào các bác dán đấy. Cái này nó kiểu dạng miếng dán xong bát ấy, nhưng mà cái này thành phần nó từ ngải cứu nên nó rất là lành tính nhá. Đấy, thành phần từ ngải cứu thảo dược rất là lành tính. Về các bác chỉ việc bóc qua này. Đấy, bóc qua cái này em cắt móng tay đâm hơi khó bóc. Đấy các bác bóc qua nhá, sau đó là các dán trực tiếp vào cái chỗ nào các bác muốn muốn dán. Đấy, dán vào cổ vai gáy, dán vào chân, vào tay, những chỗ nào đau các bác đấy bóc cái này ra dán trực tiếp vào cho em là các bác sử dụng thôi, rất là hay luôn. Đó một hộp này thì là 12 miếng nhá. Đấy, một hộp là sẽ gồm có một túi, một túi này thì sẽ có là 12 miếng nhỏ, mùi cao cực kỳ thơm luôn, bóc ra thơm lắm. Đấy báo giá bác luôn nhá, bên em đang gửi bác một cái hộp miếng giá cao dán cổ vai gái một hộp 12 miếng nha, một túi 12 miếng này, giá của nó sẽ là đi 20k nhá, 20k đây này, một hộp là 12 miếng này, 20k nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái miếng dán ngải cứu nhá. Đấy miếng dán ngải cứu đó. Một hộp 12 miếng với giá sẽ là 20k một hộp. Đó, 12 miếng 20k một hộp, dán cực kỳ ok, cái này bán cực kỳ nhiều luôn mà dùng rất là nhạy. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đau mỏi vai gáy, đau lưng, thoát vị đĩa đệm là căn bệnh xương khớp phổ biến ở người già và người trưởng thành. Sử dụng ngay miếng dán ngải cứu đa năng, dán trực tiếp lên vị trí đau như vai gáy, cột sống lưng. Đặc biệt với những người mắc bệnh thoát vị đĩa đệm hoặc thoái hóa đốt sống nên sử dụng miếng dán hàng ngày để hỗ trợ điều trị. Ngoài ra, sử dụng miếng dán giúp giảm đau cơ bắp khi chơi thể thao hoặc vận động mạnh, có thể dán trực tiếp lên các khớp tay, khớp chân. Sản phẩm giúp giảm đau sau 5 đến 10 phút sử dụng. Thành phần chủ yếu là ngải cứu nên rất an toàn và hiệu quả, không có tác dụng phụ như những loại cao dán thông thường khác. Đấy thực tế về sản phẩm nhá. Đấy. Hơi bị đau khớp, đau cực kỳ ok. Ủa? Luôn. Cả ngày làm việc vất vả rồi, khóa nhất là khúc về nhà dán mấy cái miếng này vô xong đi ngủ nè mấy bà. Mấy bà cứ làm thử theo tôi đi. Chị em nhà tôi làm bữa giờ đó trời, ngủ ngon. Sâu giấc mà không có bị đau vai gáy nè, không có bị tê hai cánh tay nữa nha mấy chị. Ngủ vô ngon hết sức luôn á, sáng mai dậy tinh thần thoải mái làm việc nữa nha mấy chị. Lên mua hàng em để góc trái nha. Đây đây là cái miếng dán ngải cứu nhá. Lên mã em sẽ là cái hộp miếng dán ngải cứu, một hộp là 12 miếng nhá. Đấy sẽ gồm có một túi, nó được như một chiếc túi nha. Đấy, 20k một hộp nhá. Giá rất tốt mà sản phẩm dùng rất là hiệu quả luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con bơm tay inox của Kirito. Đấy tiếp tục hàng lại về này. Đấy bác nào mà gia đình nhà mình chưa có bơm thì bác nên trưng dụng cho em con này về, bơm cực kỳ ngon lành luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Kirito nhá, made in Japan. Đấy, chất liệu thì 100% cái ống này của nó là bằng inox 304, có phần đồng hồ đo suất này, dây bơm nhá, dây bơm thì chống gập chống gãy, các bác cứ gập cho em thoải mái luôn. Đấy, thả tay ra cái là về bình thường. Đấy, dây bơm siêu bền chống gập chống gãy. Đây là phần đầu bơm này, con này thì các bác có thể bơm xe đạp này, bơm xe máy các thứ xem. Nói chung là bơm những cái dòng xe gia đình là rất là hợp lý, bơm xe đạp xe máy cho em là thoải mái luôn mà bơm là cực kỳ nhanh nhá. Sản phẩm này thì các bác cứ đến nơi các bác cứ nhận hàng kiểm tra, sau đó là các bác lấy ra các bác bơm thử cho em. Đấy, cam kết với các bác là hàng bơm vào cực kỳ là nhanh luôn, lượng hơi nó đẩy ra rất là khỏe nhá, mà bơm rất là trơn tru. Mà cái quan trọng này là cái chất bơm của nó là cái thân này của nó inox này, nó rất là trơn trơn tru, và thứ hai là dùng nó bền các bạn, dùng nó bền. Đấy, cái phần ti bơm rất là to này. Đấy, bình thường là những cái ti bơm các bác mua ti bơm nó nhỏ tí, nhưng con này ti bơm rất là to. Đây phần tay nắm này. Đấy, tay nắm có đồng hồ đo suất đầy đủ các bác luôn, để các bác biết lối cân nặng áp suất lốp còn bao nhiêu. Đấy thì các bác cứ đến nơi nhận hàng kiểm tra, quan trọng là các bác được bơm thử các bác nhá, bơm thử nên là các bác yên tâm. Đấy, cứ bơm thử ưng hàng là các bác lấy nhá. Nhưng nói chung là con này thì không làm các bác thất vọng luôn, bơm vào cực kỳ nhanh và bên em bán rất là nhiều rồi. Dòng bơm
inox, bơm tay inox nhá, của thương hiệu Kirito Japan. Đó, giá thì em báo luôn. Bên em đang gửi bác giá thì rất là bình dân, dễ mua, 150k một cây nhá, 150k một cây. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bơm tay inox nhá. Đấy, bơm tay chất liệu là bằng inox. Đó, 150.000 một cây nhá, 150.000 một cây. Bơm rất là xịn vào, rất là nhanh, bơm lượng hơi vào đều, khỏe quá nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái mã hàng lâu lâu cũng không quay cho bác này. Đó là cái máy bào rau củ quả nhé, em báo giá luôn. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái máy bào rau củ quả nhá. Đấy, rau củ quả, cái này thì các bác cứ cho các ốc bào thôi. Đấy, rất là nhàn luôn mà lại vừa tập thể dục vừa nấu ăn, rất là tiện. Đó, giá thì em báo luôn. Bữa trước đang bán cho bác là 150.000, nay em giá bác mức giá rất dễ mua luôn, 110.000 cho một chiếc máy bào rau củ quả này, 110.000 một cái nhá. Dùng rất là hay. Đây. À, Tháo là hướng dẫn các bác cách lắp đặt luôn. Cái này thì rất là dễ dàng sử dụng luôn. Đấy. À, bộ sản phẩm đi kèm sẽ gồm có là 3 bộ lưỡi này. Đấy. Và một thân máy này, một thân máy. Cái này thì cực kỳ dễ lắp đặt luôn. Đó. Thì nó sẽ gồm có một cái tay quay như này và một cái con thân máy thì đây. Đầu tiên là các bác sẽ lấy cho em cái trục này ra nhá. Đây là cái trục để các bác lắp lưỡi vào. Đấy thì lấy cho em cái bộ lưỡi này ra. Một cái túi này nó sẽ gồm có là 3 bộ lưỡi nhá, 3 bộ lưỡi này. Đây, 3 bộ lưỡi này, một bộ cái kiểu dạng bào 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 dạng bào lát này. Đấy. Một bộ bào lát, bào bào lát này và một bộ bào sợi này. Đây ví dụ như em lấy cho bác một cái bộ bào sợi nhá. Đấy thì một bộ sẽ gồm có 2 chiếc thì các bác lấy cái bộ này để các bác lắp vào đây. Đây em hướng dẫn các bác về lắp đặt và các bác sử dụng luôn nhá, để các bác xem kỹ cái đoạn này. Đấy, các bác bấm nó vào, đấy các lắp nó vào. Sau đó là các bác cho nó vào đây. Cho nó vào trong này. Đấy, cho nó vào trong này. Và các bác lắp cho em cái tay quay này vào. Lắp cái tay quay này vào nhá. Đấy các bác xem nó khớp vào này. Đó, xoáy cho em chặt cái này vào. Xoáy chặt cái này vào. Ok, cứ thế là cái này là các bác quay thôi. Cứ thế là các bác quay. Đây thì đây. Khi mà quay thì nó sẽ quay tròn nha. Và các bác cứ cho rau củ quả vào đây các bác quay nhá. Đấy thì cứ quay thôi. À cứ cho đây các bác quay. Và khi mà sử dụng ấy thì nó sẽ có kèm một cái này gọi là cái ấn thôi nhá. Đấy thì các bác ví dụ như nó gần hết rồi thì các bác cho cái này vào để có ấn, đỡ phải thò tay, và thò tay đôi khi nó nguy hiểm mà. Đấy các bác lấy cái này các bác ấn nó xuống. Đấy sau đó các bác quay. Mình cứ vừa quay vừa ấn cái này thì nó sẽ xuống, nó sẽ bào. Bào thì nó sẽ nhả ra cái lỗ này. Có thế thôi, rất là dễ dàng sử dụng luôn. Nghĩa là các bác vừa tập thể dục vừa có thể nấu ăn được luôn. Đấy, quay tay tập thể dục nấu ăn ok luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái máy bào rau củ quả nhá, rất là chắc chắn, xịn sò luôn. Giá của nó sẽ là 110k một chiếc nhá, 110k một chiếc. Máy bào rau củ quả đi kèm cho bác là sẽ gồm có là 3 bộ lưỡi đi kèm. Đấy, 3 bộ lưỡi đi kèm để về các bác sử dụng. Đấy, các bác dùng bộ nào được các bác lấy bộ lưỡi ra các bác lắp vào nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đó, đây. Đây các bác cùng coi này. Không phải, xem cái quảng cáo này có vẻ khó tin vãi. Vậy để mình làm chuột mạch chất thử cho mọi người xem trước nhá. Kết cấu bên trong thì cực kỳ đơn giản. Bên trong sẽ được tặng kèm 6 lưỡi dao, tức nghĩa là có 3 loại lưỡi nhá. Bắt đầu thì thấy nó rất là ọp ẹp và dễ bùng, nhưng hóa ra là mình chưa vậy có những chốt đằng sau. Nên mình sẽ cho nó trải qua 3 mức độ khó khác nhau. Đầu tiên với dưới chuột mềm nhất thì mình thấy nó cắt khá là ngọt, giống được như video nhá. Còn với củ hành tây này thì mình mua hơn 1 tháng rồi nên là nó rất là héo. Vì héo nên là khi cắt nó sẽ hơi hắc nhẹ một chút. Tuy nhiên là nó vẫn hoàn thành xuất sắc nhá. Trước đây khi chưa biết được cái máy này thì mỗi lần làm nem là phải sắt hành tây bằng tay. Mà sắt hết củ này thì đúng là cay mắt thấy bà luôn đấy. Các chị em mà gặp cái máy này thì đúng là vị cứu tinh luôn đấy. Còn với khoai tây thì các bạn nhìn thấy rồi, thực sự là nó cắt quá ngọt luôn. Tổng kết lại là đáng mua nhá. Đấy, rất ok nhá. Về các bác có thể là xay xay bào rau củ quả, xay khoai tây, xay dưa chuột, xay bào sợi, bào lát các thứ. Về các bác chỉ việc cho đây các bác quay rất ok luôn. Đấy, cứ quay này là sẽ ra sản phẩm nhá. 110k một chiếc nhá. Máy bào rau củ quả 110k một cái. Vâng, Tín Hiền chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì lên nhanh bác một số mã hàng bên em đang phân phối nhá. Em sẽ quay trực tiếp và báo giá cho bác luôn. Để các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác kiểm tra và thanh toán nhá các bác nhá. Đấy, gọi điện trực tiếp theo hai cái số điện thoại em đang để trực tiếp ở trên màn hình. Đấy các bác đang nhìn thấy. Đó, gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng. Đó, rồi, em sẽ đi vào những mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi các mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kéo cắt tôn của Kabushi này. Đấy, về cho anh em thợ thuyền kim khí đầu năm làm nghề rất ok. Giờ là các bác sử dụng gia đình. Đấy, mình có cắt tôn, cắt lá thép, thứ rất hợp lý luôn. Đấy, dòng kéo cắt tôn của Kabushi nhé. Đấy, hàng mới nguyên trong ví như này. Đấy, mới keng beng luôn. Kabushi Japan rất chất lượng nhé. Dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, cắt cực kỳ là ngọt luôn. Đấy, nó có cả cái lò xo trợ lực này, các bác chỉ việc bóp vào thôi. Đấy, còn nhả ra là tự động là nó sẽ đẩy ra các bác nhé. Đấy, chỉ việc bóp vào thôi, cắt rất ngọt luôn.
Nó thiết kế một cái góc vát 45 độ này, khi mà các bác cắt ấy, các bác chỉ việc đưa kéo thôi, không cần phải lăn lăn kéo như cái dòng kéo truyền thống là các bác cứ phải hay lựa lựa là lách lách, nhưng rất là khó cắt. Nhưng con này cắt các bác cứ đưa đưa kéo như kéo cắt bình thường thôi. Đấy, cắt rất là ngon luôn. Đây. Cắt thử cho bác luôn này. Đây đây ở đây em cắt giấy nhá, chứ còn các bác cắt tôn thì nó còn ngọt nữa. Đây này, các nhìn này. Cắt giấy nhá. Đây này. Đấy, các bác có thể là cắt uốn gợn các kiểu các thứ này luôn, rất hợp lý nhá. Đấy, đây là cắt giấy các nhá, chứ còn các bác cắt tôn thì nó cứng nó còn dễ cắt nữa. Đó, cắt rất ngọt này, giấy này, cắt kinh không? Ngọt không? Quá ngọt luôn. Đó. Cực kỳ ok. Đấy, cái này bên em bán khá là nhiều rồi, lưỡi của nó thì siêu sắc bén. Đó, hàng của Kabushi Japan nhá. Có phần khóa hãm này. Đó, lên mã giúp em sẽ là cái cây kéo cắt tôn. Bên em đang gửi bác một cái cây kéo cắt tôn này, giá của nó sẽ là đi 160k một cây nhá. Đây, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo cắt tôn của Kabushi. Đấy, kéo cắt tôn. Giá của nó sẽ là 160.000 một cây. Đấy, 160k một cây. Giá rất hạt rẻ, dễ mua mà sản phẩm rất chất lượng luôn, cắt rất ok. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ lấy ốc gãy cũng của Kabushi này. Lên mã anh em sẽ là cái bộ lấy ốc gãy nhá. Đấy, bộ lấy những cái đầu ốc gãy nhá, dùng rất là hay. Đây. Một bộ này sẽ gồm có là đi 5 cái đầu lấy ốc gãy. Đấy, nó thiết kế theo dạng là gen ngược. Đấy, khi mà các bác sử dụng này, các bác tạo một cái lỗ. Đấy, sau đó các bác đóng cái này xuống và bắt đầu là các bác cứ quay thôi. Đấy, quay thì nó dạng gen ngược, thì khi mà quay nó sẽ mút con ốc lên. Đấy, thì nó sẽ lấy những cái đầu ốc mà nó bị gãy lên. Đấy, thì một cái bộ này sẽ gồm có là 2, 4, 5 đầu nhá, từ to đến nhỏ. Đấy, đựng trong một chiếc hộp rất là nhỏ nha. Đấy, đựng trong chiếc hộp rất là gọn gàng nha, ok luôn. Đấy, đầy đủ các kích cỡ khác nhau luôn này. Đó. Lên mã em sẽ là cái bộ lấy ốc gãy nhá. Đấy, bộ lấy ốc gãy đây này, nó có kích cỡ hết đây này, 1 2 3 4 5 này. Đó. Bộ lấy ốc gãy, bộ này thì giá bình dân thôi, chỉ có là đi 30.000 nhá. Hàng của Kabushi. Đấy, lên mã em sẽ là cái bộ lấy ốc gãy nhá. Bộ lấy ốc gãy. Bộ lấy ốc gãy. Giá sẽ là 30k một bộ, 30.000 bộ thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đó. Đây các bác cùng xem cái video thực tế về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Không thể dùng tay hay kìm để vặn được. Lại đây tôi chỉ cho. Đầu tiên hãy cắt cho nó bằng phẳng, đánh dấu vào chính giữa. Xong rồi khoan sâu xuống chừng 5 ly là được. Dùng mũi tháo ốc gãy này, đặt nó vào đóng chặt xuống một chút. Sau đó dùng mỏ lết vặn ra là xong. Rất dễ dàng và nhanh chóng đúng không? Bộ tháo bù lông ốc vít gãy 5 chi tiết đã có trong giỏ hàng. Bác nào cần thì bấm vào búa nhé. Đấy, các thấy không? Các bác chỉ việc mà khoan một cái lỗ nhỏ này. Đấy, sau đó các bác đóng cái dụng cụ lấy ốc gãy nhem vào. Đấy, đóng cái bộ này vào này. Sau đó là các bác dùng một cái con cà lê và cái con kìm gì đấy, các bác xoáy là nó sẽ theo dạng gen ngược là nó sẽ lôi lên. Đấy, các bác nhìn này, nó xoáy này. Đấy, xoáy là nó sẽ lên nhá. Xoáy lên rất dễ dàng luôn. Đây, đấy thấy không? Rất ok. Đấy, chuyên để các bác lấy những cái đầu ốc gãy nhá. Rất là hay luôn. Đấy, bộ dụng cụ lấy ốc gãy 5 chi tiết nha. Giá của nó sẽ là 30k bộ, hàng cũng của Kabushi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cây kìm cắt ống nước 42 nhá. Đấy, cái cây kìm cắt ống nước 42. Cây này thì bên em bán khá là nhiều rồi, cắt cực kỳ sắc bén luôn. Cái này thì các bác cắt ống nước từ ống tối đa của nó sẽ được là ống 42 nhá. Tối đa là ống 42. Đấy, thì về các bác chuyên thì các bác cắt những cái con ống nước nhá. Đấy, cho đây các bác cắt này. Đấy, các bác chỉ việc bấm này. Đấy, nghe tiếng kêu rất thích nhá. Đó. Đấy, bấm tạch cái ok. Đấy, sau đó các bác lại tháo ra. Các bác lại bấm ok. Giá thì bình dân thôi, 100.000 một cây thôi nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái này là cây kìm cắt ống nước thôi nhá. Kìm cắt ống nước cỡ sẽ là 42 trở về nhá. Đấy, kìm cắt ống nước 42. Kìm cắt ống nước 42 này. Giá của nó sẽ là 100k một cây, 100.000 thôi. 100.000 một cái cây kìm cắt ống nước cỡ từ 42 trở về đấy. Em sẽ lấy cho bác cắt thử cho bác này. Đấy, em sẽ cắt mẫu cho bác coi nha. Đây. Đấy, các bác chỉ việc cho này này. Sau đó các bác bấm nhá. Đấy, các bác bấm dần dần. Dần dần này. Đấy, dần dần. Đó, dần dần. Đó. Đây, để cắt lại bác coi nhá. Đó, các bác ngựa cho nó vào đúng cái mẫu của nó này. Đấy, bóp từ từ này. Bóp từ từ này. Đây nhá, em làm lại bác coi nhá. Vừa nãy cắt hơi lỗi đây. Các bác bập nó vào như này. Đấy, cái phần đầu nhọn là nó sẽ bấm xuống trước này. Đấy, nó sẽ bấm xuống trước, nó tạo thành một cái khe rãnh này. Đấy, các bác bấm tiếp cho em. Đấy, bấm tiếp này, nó sẽ ngập vào. Đó, thấy không? Rất ngọt ngào luôn. Đường ống cắt rất là mịn màng nhá, nó không bị ba via. Đấy, cắt nó không bị ba via. Bình thường là các bác cắt cưa này bị ba via rồi, cắt rất là ngọt. Đấy, cái phần đầu nhọn là nó sẽ khớp xuống trước này. Đó, hướng dẫn các bác cắt luôn nhá. Đấy, các bác nhìn cái phần đầu nhọn là nó sẽ khớp xuống trước đấy, nó ngập luôn này. Đấy, sau đó các bác bấm này. Đó, rất ngọt ngào nhá.
Đó, ok luôn. Đấy, mịn mà ngon này nhá. Đấy, chuyên để các bác cắt ống nước. Kìm cắt ống nước 42, cỡ 42 nhá. Giá của nó sẽ là 100 ngàn một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ khóa số này. Đấy, bộ khóa số chữ U. Lên mã thì em sẽ cái bộ khóa số chữ U nha, em báo giá luôn. Cái này thì bên em đang gửi bác giá thì rất là bình dân, chỉ có 70 ngàn một bộ thôi. Lên mã như em sẽ là khóa số chữ U nhá. Khóa số chữ U này. Đó. 70k một chiếc này. Đấy, con này nó khóa bằng mã rất là ok. Các bác không cần phải cầm chìa cầm chiếc các thứ ở làng nhà. Đấy, mình chỉ việc là mang này đi. Đấy, không cần chìa chiếc đâu ạ. Rất nhạy luôn. Đây, lấy cho bác con. Đó, không cần phải chìa nữa nhá. Nó khóa bằng mã, khóa bằng mã. Đấy thì khóa thì các bác ấn vào bình thường thôi. Đấy, ấn vào bình thường nha. Đấy thì khi mà bên em gửi đến thì mặc định mật khẩu thì nó sẽ để là 4 số 0 nhá. Đấy thì khi mà các bác xoay về 4 số 0, các bác bấm vào đây cho em, bấm vào bên hông này, bấm vào cái nút này này. Đấy là tự động nó sẽ mở ra. Còn các bác muốn khóa là các bác ấn vào, sau đó các bác đảo cho em loạn số đi, đảo loạn số đi. Đấy là nó sẽ cứng ngắc luôn, không bấn được đâu nhá. Đấy, còn nếu mà các bác muốn mở thì các bác lại xoay cho em về số 0 nhá. Đấy, xoay cho em lần lượt về số 0 này. Đây. Đó, xoay lần lượt về 4 số 0 thẳng với lại cái vạch này này. Thẳng với cái vạch này, bấm cho em cái ra luôn, rất ok. Đấy, các bác khóa cửa, khóa xe, khóa cộ không cần phải chìa nhá. Còn em hướng dẫn các bác luôn, các bác muốn thay mật khẩu nhá thì đây, hướng dẫn các bác mà các bác chú ý cái đoạn này này. Đấy, các bác xoay cho em cái, các bác để cho em về đúng cái số mà nó đang mở khóa nhá. Đấy, các bác xoay em cái này, xoay cái này. Đấy, xoay cái này. Đó, xoay. Sau đó các bác ví dụ các bác đổi về 111 hết chẳng hạn này. Đấy, đổi hết về 1 nhá. Đây. À, 111 này thì các bác gióng thẳng cái này cho. Đấy, sau khi mà các bác đổi xong rồi thì các bác lại xoay cái này về. Đó, xoay lại xoay cái tay bên phải em này, xoay về. Xoay về nó thẳng chiều. Đấy là các bác đã đổi mật khẩu thành công nhá. Đấy, bây giờ các bác khóa vào này. Đó, các bác đảo số loạn lên này. Đấy, đảo số loạn lên. Đảo số loạn lên các bác nhá. Đấy, đảo số loạn lên. Đó, à, bây giờ này các bác bấm này, không mở được nhá. Đấy, ví dụ đây em đang để về cho về 0 nhá, là cái mật khẩu mặc định đầu tiên nhá, xem nó có mở được không nhá. Đó, cái đoạn này thì hơi dài dòng một chút, bác nào mà biết rồi có thể tua. Đấy, bấm cái là không ra nhá. Đây em chuyển về 1 hết này. Chuyển hết về 1 này, bấm cái này, ra luôn, rất ok nhá. Đấy, đấy là cái cách đổi mật khẩu nhá. Hướng dẫn lại các bác một lần nữa này. Đấy, bây giờ các bác muốn đổi về 0 này, các bác lại xoay cái nào cho em. Xoay cái tay bên phải này. Đấy, các bác xoay tay bên phải nhá, xoay này. Đấy, sau đó là các bác đổi về 0 nhá. Đấy thì các bác lại đổi về 0, các bác chỉnh này. Đó, thẳng số 0 với nhau nhá. Đó, thẳng với cái vạch này. Lại xoay cái này về cho em, xoay về. Đấy là các bác đã đổi mật khẩu thành công. Ok có thế thôi. Đấy, cái này thì em khuyến khích bác nào mà chưa rõ lắm thì thôi, tốt nhất là đừng nên đổi mật khẩu. Đấy, tránh tình trạng là nhiều bác là đổi xong các bác bảo là chết rồi, quên mật khẩu rồi. Thì em cũng xin nói luôn là nếu mà quên mật khẩu thôi, chỉ có bỏ đi đâu ạ, không ở đâu. Đấy thì em, các bác chú ý nhá, nếu mà về, nếu mà nó mặc định 4 số 0 như này là các bác cứ thế các bác dùng luôn, không cần phải đổi, vì đổi đôi khi nó rất là rắc rối, nhỡ các bác quên mật khẩu nó rất là lằng nhằng, thì mình cứ để mặc định là 4 số 0 như này, các bác cứ xoay cho em loạn đi gái là bắt đầu là cứ thế là bắt đầu là nó, là về là các bác sử dụng thôi, không cần phải ấy, không cần phải đổi hết cho lằng nhằng. Đấy, xoay này là cứng đơ luôn này. Đấy, còn nếu mà các bác muốn mở thì các bác lại về 4 số 0 cho em như lúc đầu, thế là xong, bấm cái là ra luôn. Rồi, ok rồi nhá. Đấy, đấy là cái hay của cái sản phẩm này, không cần phải chia chiếc gì. Đấy, nó khóa bằng mật khẩu nhá. Lên mã cho em sẽ là cái khóa số chữ U. Đấy, bên em đang gửi bác giá sẽ là 70k một chiếc khóa chữ U nha. Chai xịt RV7 này, rất nhiều bác hỏi thì đây. Đấy, hàng tiếp tục về để phục vụ các bác trong dịp đầu năm này, cho anh em thợ thuyền này, rồi các bác sử dụng gia đình. Cái dòng này thì nó là dòng RV7 dạng chất bôi trơn đa dụng nhá. Đấy, ví dụ như cái chỗ nào nó đang reset này, ốc vít các thứ này, rồi là khóa khoách các thứ, là những cái chỗ nào nó đang kẽo kẹt đấy thì các bác dùng cái dung dịch này các bác xịt vào cho em. Đấy, chi tiết máy rồi. Đấy, rồi là bôi trơn nhá, bôi trơn rất là nhanh luôn, bôi trơn rồi là ví dụ như là những cái chỗ con ốc các thứ nó rỉ sét thì các bác xịt cho nó vào cho nó dễ dàng, nó tháo ra các bác nhá. Đó, nó là chất bôi trơn đa dụng nhá. Đấy thì hay còn gọi là cái chai dung dịch xịt RP7. Đấy thì hiện tại em đang có hai mã, là một mã chai to và một mã chai nhỏ này. Chai nhỏ này thì cái dung tích này của nó sẽ là 247ml. Đấy, và khi mà các bác mua thì sẽ có tặng kèm thêm là 25g. Đấy thì nhiều bác hỏi là cái tặng kèm thì nó để đâu, thì em nói luôn là hàng tặng kèm thì nó để luôn trong này chứ không để đâu. Đấy, chẳng nhẽ nó để bên ngoài. Đấy thì nó sẽ tặng kèm là bên trong chai luôn nhé. Bình thường là cái chai nó chỉ đến đây thôi. Đấy, khi mà tặng kèm thì nó sẽ cao hơn được một chút. Đó, đó thì về các bác chỉ việc là sử dụng các bác xịt thôi. Đấy, nó lắc đều sau đó các bác xịt nhé. Đó. Cái chai này là chai nhỏ. Chai nhỏ thì hiện tại em đang bán sẽ có giá là đi 35k nhá, 35k một chai. Đấy, 35k một cái chai RV7 mã chai nhỏ nha.
Và nếu mà các bác muốn mua chai lớn thì chai lớn của nó giá của nó sẽ là 50k. Đấy, nó chênh nhau một ít. Đó thì tùy nhu cầu nhá. Chai lớn thì cái dung tích của nó sẽ là đi 350g, tương đương với lại 493ml, gần 500ml nhá, gần nửa lít đấy. Hàng này thì bên em cam kết với bác luôn là hàng chuẩn chính hãng của L77 nhá, hàng made in Thái Lan. Và khi mà các bác nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra mở test thử. Đấy, nếu mà hàng mà các bác xịt mà nó có mùi thơm như kiểu mùi nước hoa ấy, thì mới là hàng chuẩn chính hãng các bác nhá. Còn nếu mà không phải thì các bác cứ giả về cho em. Đấy, cam kết với các bác là hàng chuẩn chính hãng 100% luôn, vì cái hàng này hàng nhái rất là nhiều. Đấy nên là khi mà các bác mua hàng thì các bác cứ nhận hàng kiểm tra nhá. Đấy, hàng cam kết là chuẩn chính hãng luôn. Chai nhỏ thì sẽ là 35k và chai lớn thì sẽ là 50k nhá. Đấy thì các bác lấy chai nào thì cứ báo cho em. Lấy chai nhỏ thì báo cho em, lấy chai lớn lấy báo cho em nhá. Nhỏ 35, lớn là 50 các bác nhá. Xịt LB7 chất bôi trơn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây dìu sói này. Đấy, cho các bác đi rừng đi phượt, các bác mua về sưu tầm, mua về sử dụng rất hợp lý luôn. Đó, rất đẹp nhá, một cây dìu sói rất đẹp luôn đây. Con này cầm lắm luôn, ghê tay lắm vì nó rất là sắc nhá. Sắc lắm. Đấy. Lưỡi của nó cực kỳ đẹp luôn này, lưỡi của nó này, sắc dã man luôn, như dao luôn nhá, lưỡi của nó. Đây, hình mặt sói này, đấy, mặt đằng sau nhá. Đấy. Con này hàng thì của Nga ạ. Đấy. Hàng của nó thì sẽ hàng liền thân nhá. Tay cầm thì sẽ có ốp gỗ, vân gỗ lên cực kỳ đẹp, đinh tán đồng này. Đấy, hoa văn họa tiết cực kỳ ok. Phần này là phần dây nhá. Phần phần dây. Đấy, phần dây dây đeo có thứ rồi. Đấy, các bác có thể dùng để các bác bổ này, rồi là đằng đầu sau các bác có thể dùng vụ được mình phá kính cái thứ này. Đấy, đầu nhọn đằng sau, đầu lưỡi đằng trước này. Đấy, hình mặt sói lên in rất là đẹp luôn. Đó. Rồi, lên mã cho em sẽ là cái cây dìu sói nhá. Đấy, khi mà mua thì sẽ có kèm cho bác là một cái bao đựng này nữa. Đấy, bảo vệ cái phần đầu dìu lưỡi dìu. Thứ nhất là nó không bị sứt mẻ cái phần đầu lưỡi này. Và thứ hai là nó không bị va chạm mọi người. Đấy, các bác sử dụng các thứ là không bị va chạm. Đấy, mua về sưu tầm, mua về sử dụng nhá. Cầm rất chắc chắn luôn, cầm nặng chắc lắm. Đó. Rồi, lên mã cho em sẽ là cái cây dìu sói nhá. Em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái cây dìu sói này. Giá của nó sẽ là đi 250.000 một cây. Đấy. Dìu sói nhá, 250k. Và bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, bao ship 250.000 một cây dìu sói, bao ship nhá. Đó, hàng rất đẹp luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bình giữ nhiệt này. Đấy. Tiếp tục về cho bác bình giữ nhiệt để các bác đi làm, đi chơi, đi du lịch, đi lao động, các bác mang nước mang lô đi rất hợp lý luôn. Bình giữ nhiệt của Bao Lơ của Nhật bãi nhá, rất là xịn sò. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1,5 lít các bác nhá, khá là to luôn. Thoải mái các bác sử dụng. Mang đi mang lại. Đấy. Buổi sáng hoặc là cả ngày luôn. Đấy, mình cho nước vào đây các bác mang đi làm, đi chơi, đi lao động, đi du lịch này. Có cả phần lõi lọc nhá. Chất liệu thì sẽ là SU304 nhá. Đấy, hàng inox 2 lớp, công nghệ mới, đó là công nghệ hút trên không. Nên là giữ nhiệt rất là tốt luôn. Cầm một chiếc bình rất chắc chắn, nặng trịch luôn. Đây, có phần quai sách đi này, nắp đậy ok luôn này. Đấy, nắp đậy chắc chắn luôn. Còn đây là phần lõi lọc luôn này, có cả cái phần lọc đây bên trong này. Đấy, chất lượng đó. Cầm chắc chắn cực kỳ luôn. Con này thì bên em bán khá là nhiều rồi, giá định rất là bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bình giữ nhiệt nhá. Đấy, bình giữ nhiệt 1,5 lít nhá. Cái này thì em đã test thực tế rồi. Giá của nó sẽ là 150k. Đấy, bình giữ nhiệt này. Bình giữ nhiệt 1,5 lít nhá. 1,5 lít giá sẽ là 150k một bình. Đấy, cái này thì em đã test thực tế rồi, giữ đá các bác nhá. Giữ đá trong vòng là 15 tiếng. Đấy, còn nếu mà các bác giữ nước nóng thì trong vòng là khoảng tầm là 10 tiếng nhá, 10 tiếng. So với lại một chiếc bình mà giá như này mà cái công suất cái công năng mà nó đưa ra như này thì em thấy nó quá là ok rồi. Giá nó quá hợp lý luôn, 150k nhá. Bình giữ nhiệt 1,5 lít hàng của Bao Lơ, giữ đá là 15 tiếng và giữ nóng thì là 10 tiếng nhá. Đấy, bình rất là đẹp chắc chắn luôn. Đây, thiết kế rất chắc chắn nhá. Đó. Quai sách các bác mang đi mang lại rất tiện dụng luôn nhá. 150k một bình. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ dây câu bình hàng của Butter Cable của Đức nhá. Đấy, bác nào mà hay đi ô tô thứ giờ thì hay cần cái bộ này. Đấy, về các bác dùng để câu bình. Đấy, câu từ bình nọ sang bình kia. Nhiều khi ấy là các bác đi ví dụ như là chẳng may là nó có chết ắc quy các thứ rồi thì các bác mua trong cái bộ này về nhá. Một cái bộ dây câu bình. Đấy, em báo giá luôn. Bộ này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi giá của nó sẽ là 170.000 bộ nhá. Dây câu bình các bác cứ lên mã cho em sẽ được cái bộ dây câu bình hàng của Đức nhá. 170k một bộ dây câu bình nha. Đấy, hàng bãi của Đức. 170k bộ, hàng mới keng luôn. Một bộ sẽ gồm có hai dây, một dây đỏ một dây đen. Nó có đánh dấu để các bác phân biệt âm dương. Đấy, và cái đầu kẹp nha. Đấy, hai đầu kẹp luôn nhá. Đây một đầu này,
và bên này là một đầu. Đấy thì các bác kẹp từ cái bình nọ sang bình kia để các bác sử dụng nhá. Con này thì dây đồng 100% luôn, chất lượng lắm. Đó, bán khá là nhiều đây. Đấy bác con này. Đây. Dây của nó sẽ là đồng đồng thau 100% luôn này. Đấy đây. Dây đồng 100% luôn nhá, rất xịn sò. Cái phần cạp của nó rất chắc chắn nhá. Đó, phần cạp rất chắc chắn. Có phần cách điện đầy đủ hết luôn. Đó. Phần tay nắm cách điện đầy đủ ngon lành hết luôn nhá. Đó. Rất ok. Dây này của nó thì sẽ dài được là 3m một dây nhá. Đấy 3m một dây. Đấy 3m một dây. Thì một bộ này bên em đang gửi bác giá sẽ là 170.000 bộ này. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ dây câu bình hàng của Butter Cable của Đức nhá. Đấy. Công suất lên đến là 2000A. Dây câu bình 170.000 một bộ nhá. 170k một bộ này. Dạ vâng, tiếp theo thì một số cái mã hàng về dòng thuốc bên em thì đây. Lên luôn cho bác cái hũ cao ngựa này, một hũ này là 30g nhá, chuyên cho bác trị nứt gót chân. Đấy, rồi bác nứt nẻ khô da chân tay, bác mua cho em cái loại về bôi. Chốt chốt 100% từ cao ngựa nhá, nên về các bác sử dụng yên tâm, rất an toàn và sử dụng rất hiệu quả luôn. Đấy, đây nó là dạng kem bôi này. Đấy nó là dạng kem bôi. Đấy, thì về các bác cứ sử dụng này, các bác bôi trực tiếp vào gót chân, gót tay, những cái chỗ nào nó đang bị nứt nẻ chân tay, bị khô da nhá, các bác bôi cho em rất nhạy luôn. 20k một hũ nhá, 20k một hũ này thôi. Lên mã cho em cho là cái hũ cao ngựa nhá, trị nứt gót chân tay. Đó, 20k. Đây, cao ngựa này. Đấy, lọ cao ngựa nhá. 20k một lọ thôi. 20k một lọ, cái này bên em bán khá là nhiều. Mùi thơm thoang thoảng mà dưỡng ẩm rất là tốt nhá. Đấy, đặc biệt là bác nào đang nứt nẻ chân tay, nứt gót chân các thứ nào, các bác bôi cho em. Đấy, khỏi luôn. Rất nhạy luôn đây. Các bác cùng xem thực tế về sản phẩm đây. Các bạn to, đau lắm không đi được. Dùng mấy loại dây rồi mà không có thấy đỡ thì chút nào hết á. Em đau quá mới còn cứu nhỏ bạn. Thì nó mới chỉ cho cái xếp kèm giảm nước gót nhanh này đây. Mừng quá em cậu về tài thử liền. Tưởng không đỡ, ai dạy đỡ không tưởng mọi người ơi. Gót chân em nó mềm mà còn hồng hào hẳn ra nữa. Mấy vết nước thì nhỏ và mờ đi trông thấy. Và nhất là em không cần thấy đau đớn mỗi khi đi lại chạy nhảy nữa. Giờ ai gặp em cũng hỏi dùng sản phẩm gì mà hay dữ vậy, cho xin biết quyết các kiểu. Em nói thật là em chỉ dùng mỗi tuyết kem giảm nước gót này thôi á. Mùa đông trời khô lạnh, anh chị nào mà gót chân bị nước nẻ giống em thì bấm vào mua ngay để xài thử lên này nha, không làm anh chị thất vọng đâu. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, lọ cao ngựa trị nứt gót chân, trị khô da, đấy, nứt nẻ chân tay nhá. 20k một cái lọ cao ngựa nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lọ thuốc bôi bọ cạp này. Đấy, cho bác nào hay đau nhức xương khớp này. Đấy, rồi là các bác đau người, các bác mua về bôi nhá. Chiết xuất thì thành phần ví dụ như là bọ cạp này, rắn này, rồi là rết này. Đấy, rất là hiệu quả luôn. Một típ này là 20g, nó là dạng thuốc bôi, dạng thuốc kem bôi nhá. Đấy, đi về đau nhức xương khớp, đau người. Đấy, về các bác mua cái típ này về các bác bôi. Cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Đấy, mà giá nó cũng rất là bình dân, hạt rẻ luôn. Chỉ có là đi 30k một típ thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái thuốc bôi bọ cạp nhá. Đấy, thuốc bôi bọ cạp. Thuốc bôi bọ cạp nhá, trị đau nhức xương khớp, đau người. Đấy, 30k nhá. 30k một típ thuốc bôi bọ cạp này. 30k một típ. Một típ này là 20g. Đấy, là dạng thuốc kem bôi nhá. Đấy. Rất hiệu quả và bán rất là nhiều. 30k một típ nhá, thuốc bôi bọ cạp. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái này là cái thuốc ngứa này. Cũng nhiều bác hỏi cái thuốc ngứa ông già lắm này. Cực kỳ nhạy luôn và bán cũng rất là nhiều. Đấy, nói chung là những cái dòng thuốc bên em thì có yên tâm về chất lượng đi. Đấy, bên em tuyển những cái thuốc mà nó phải có tác dụng. Đấy, dùng các bác thấy ok. Đấy, nói chung là cái này em bán cực kỳ nhiều, có những bác mua một phát là 20 típ luôn, về phát cho cả nhà. Đấy, vì nhiều bác rất hay bị ngứa. Đấy, nhiều bác bị ngứa này, rồi là nấm này, hắc lào, lăng ben, các bác bôi cho em cái loại này cực kỳ ok luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em sẽ là cái típ thuốc ngứa nhá. Một típ này thì cũng giá bình dân thôi, chỉ có 20.000 một típ thôi nhá, 20k. Đấy, thuốc ngứa hình ông già này. 20k nhá. Một típ này của nó sẽ là 15g. Đấy, 15g. Giá thì hạt rẻ là 20k. Đấy, nhiều bác chắc là nhiều bác biết cái thuốc ngứa xanh này rồi, mà em cũng bán, mà do các bác cảm ơn các bác là các bác cũng giới thiệu giúp em nên là em bán rất là được nhiều luôn. Đấy, các bác giới thiệu bảo là thuốc này bôi rất ok. Bôi vào cảm giác nó mát, nó dịu mà nó hết cơn ngứa luôn. Đấy. Một típ này là 15g nhá. Đấy, một típ là 15g, nó là dạng thuốc bôi thuốc ngứa nhá. Đấy, thuốc bôi ông già, thuốc bôi ngứa ông già. 20k một típ nhá. 20k một típ thuốc bôi ngứa ông già nha. 20k thôi. Giá rất bình dân, hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất nhạy luôn. Đấy, bán rất nhiều rồi. Đó. Lên vãi cho em sẽ là thuốc ngứa ông già nha. 20k một típ nha. Tiếp theo thì là thuốc trĩ này. Đấy, cũng nhiều bác hỏi em thuốc trĩ này thì đây, có thuốc trĩ luôn. Thuốc trĩ thì cũng là 20k luôn nhá. Thuốc trĩ cũng bán rất là nhiều. Đấy, thuốc trĩ cũng là dạng thuốc bôi ngoài da nhá. Đấy, thuốc mua cũng là thương hiệu ông già luôn. Cũng 20.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là thuốc trĩ. Đấy, thuốc trĩ nhá. 20k nhá. 20k một cái típ thuốc trĩ nhá. 20k một típ thuốc trĩ. Nhiều bác hỏi là thuốc bên em thì còn hạn sử dụng không, thì các bác yên tâm nhá. Đết vẫn còn rất là dài. Đấy, ví dụ như là cái sản phẩm này này. Đết của nó là đến là đi 2025 này này.
đấy 2025 nhá, nên là có yên tâm nhá, toàn những cái dòng thuốc đít dài thôi nên là có yên tâm về chất lượng. Và bên em tuyển chọn rất là kỹ, lựa chọn rất là kỹ. Đây là típ thuốc trĩ nhá, một típ này là 20g đó. Cái này thì chuyên cho bác bôi trĩ ngoài da đó, chuyên cho bác bôi trĩ ở ngoài nhá. Bôi rất là nhạy luôn, bán rất là nhiều, 20g một típ thôi. Lên mã giúp em sẽ là thuốc trĩ nhá, 20g một típ, cũng thương hiệu Hình Ông Già. Rồi tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái thuốc xịt xoang. Đấy, nhiều bác hay bị viêm xoang, viêm mũi dị ứng này. Đấy, rồi là dị ứng thời tiết các thứ này, các thứ hoặc là mũi miếc các thứ là nó không thông, thì các bác mua cho em cái lọ về các bác xịt. Đấy, cái này là thuốc xịt xoang nhá. Đấy, cái này thì date của nó đến 2025 luôn này. Cái này thì giá của nó sẽ là đi 40k một lọ nhá, 40k. Lên mã giúp cho em sẽ là thuốc xịt xoang nhá, thuốc xịt xoang mũi nhá, chuyên cho các bác xịt xoang mũi. 100% thành phần từ thảo dược thiên nhiên này. Đấy, 100% thành phần từ thảo dược thiên nhiên. Đấy, cái này thì xịt rất là ok luôn, xịt phát là thông mũi mát họng luôn. Cái này đi thoảng em cũng xài mà. Đó, dùng thích lắm. Nó là dạng xịt nhá, thì về các bác chỉ việc là cho vào lỗ mũi các bác bóp cho em. Đấy, bóp là sẽ xịt ra có thế thôi. Đấy, dạng bóp này, cứ thế cho lỗ mũi các bác bóp cho em là nó sẽ xịt ra có thế thôi. Dùng rất dễ xài, dễ sử dụng luôn. À, một cái lọ này là 40k một lọ nhá, 40k một lọ. Lên mã giúp cho em sẽ là thuốc xịt xoang mũi nhá. Thuốc xịt xoang mũi nhá. Một chai này là 20ml. Đấy, dung tích là 20ml, chuyên cho bác xịt xoang mũi là 40k một lọ nhá. Băng keo điện thì bên em vẫn còn hàng để phục vụ các bác nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái băng keo điện này, hàng bãi Nhật. Đó, cực kỳ xịn luôn. Em báo giá luôn, bên em đang bán một cuộn lẻ thì sẽ là một cuộn là 10k. Đấy, còn nếu các bác mua nhiều, mua cả cân thì mua cả cân thì giá nó sẽ tốt hơn. Mua cả cân thì 1kg thì 1kg thì sẽ là 80k 1kg. Đấy, các bác lấy nửa ký là 40.000. Đó, tùy nhu cầu thôi nhá. Có thể lấy nửa ký hoặc có thể lấy cả ký. Hoặc là các bác mua lẻ dùng ít thì mình có thể mua một cuộn được. Một cuộn là 10.000. Đấy, 1kg là 80.000. Còn các bác có thể lấy nửa ký thì là 40.000 nhá. Đấy, dòng băng keo điện hàng bãi nhá. Nếu mà các bác mua thì bên em sẽ bốc xô các bác lẫn lộn nhá. Hàng này thì em nói luôn là hàng nó sẽ có cuộn to, cuộn nhỏ, cuộn dày, cuộn mỏng, cuộn lớn, cuộn bé lẫn lộn. Nhưng mà được cái là cái dòng băng keo rất là đặc trưng là siêu dính, đấy, siêu dai, đấy, và siêu mỏng nhá, dùng rất là thích luôn. Các bác nhìn này, cái phần lõi nó rất là mỏng này. Đấy, bình thường là các bác mua những cuộn băng keo có lõi rất là dày, nhưng con này là lõi rất là mỏng nên là nó được rất là nhiều băng keo, đấy, được rất nhiều băng keo nhá. Nói chung là tính về kinh tế cái này rất là tiết kiệm, mà tiết kiệm chi phí rất nhiều luôn. Đấy, cho anh em thợ thuyền cuốn dây điện ở trước này, các bác cuốn cây cảnh các thứ cũng mua rất là nhiều bên em này. Đó, 1 ký là 80.000 nhá, 1kg là 80.000, lấy nửa ký là 40. Các bác lấy lẻ một cuộn một thì bên em đang bán các bác là 10k một cuộn nhá, bán lẻ một cuộn là 10k. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bọc thức ăn này. Lên mã em sẽ là cái bọc thức ăn nhá, em báo giá luôn. Bên em đang bán một cái bọc 100 cái này, giá chỉ có 10.000 thôi. Bọc thức ăn này, đấy, bọc thức ăn nhá. Một túi này là 100 cái, giá sẽ là 10k một túi nhá, 10.000 một túi, giá rất hạt rẻ, bình dân dễ mua. Đây, thì bên trong nó sẽ gồm có 100 cái bọc nhỏ này, về các bác chuyên để các bác bọc thức ăn, bảo quản thức ăn rất tiện. Đây, nó là những cái bọc này, và ở đây nó có sợi chun co giãn này. Đấy, bình thường ví dụ như em đang có một cái bát thức ăn ở đây, đấy, em muốn bọc lại để bảo quản, ví dụ các bác để vào đấy, để vào để lên mâm bàn nó không bị ruồi bâu thứ này, rồi là không bị vi trùng vi khuẩn nó vào này, rồi là ví dụ như là các bác để trong tủ lạnh, bảo quản trong tủ lạnh mình đậy vào đấy, để nó không bị mất mùi mất vị thức ăn, rồi nó không bị bay mùi ra tủ lạnh nhé. Thì các bác mua cái này về các bác chụp vào đấy, chụp vào rất ok, căng đét lên luôn này. Đấy, cái này thì bát này bát to nhá, còn nếu mà không thì các bác muốn dùng bát còn có loại bát to nữa vẫn dùng luôn. Thì cái này nó đây này, cái này nó co giãn này. Đấy, cái này nó có thể nó co giãn nhá, nên là bát to bát nhỏ là các bác vẫn có thể chụp hết luôn. Đó, một túi này là 100 cái nhỏ nhỏ nha, đấy 100 cái chụp nha, đấy 100 cái chụp này. Và cái này thì nếu mà các bác dùng cẩn thận có thể dùng được nhiều lần luôn. Đó, lên mã như em sẽ là cái túi bọc thức ăn nhá, một túi bọc thức ăn này là 100 cái đây, nó cứ nhỏ nhỏ hết này. Đấy, thì các bác cứ dùng đâu các bác lấy đấy, còn không thì các bác cứ treo lên nha, treo lên nha. Đó, bọc thức ăn nhá, túi bọc thức ăn, bọc một túi là 100 cái với giá chỉ có 10.000 thôi, giá rất hạt rẻ, bình dân dễ mua. Đấy, nói chung là cái sản phẩm này nên mua, các bác mua về sử dụng cho gia đình nhà mình, bọc bảo quản thức ăn các thứ là rất hợp lý luôn. 10k một túi nhá, cứ bán 10k một túi nha. Đó, một túi này là 100 cái này. Tiếp theo em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bộ set thìa vàng mạ vàng 24k nhá. Đấy, 9 số 4, rất ok luôn. Đây, một set thìa mạ vàng cực kỳ đẹp, nó sẽ gồm có là 2, 4, 6 cây nhá, 6 cây. Với giá thì cũng rất là bình dân, chỉ có là đi 30.000 một set này thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái set thìa vàng. Đó, một set này thì em báo giá luôn, đang gửi bác một set thìa vàng đẹp nha, chỉ có 30.000 thôi. Đấy, lên mã em sẽ là set thìa vàng 6 cây nhá, 30k một set nhá, 30k một set. Đây, nó sẽ mạ vàng rất đẹp nha. Đấy, mạ vàng rất đẹp này. Đó,
thì sẽ gồm có 6 cây về các bác sử dụng cho cả gia đình nhà mình ăn, và các cháu thì mình ăn uống cái thứ rồi. Đấy, mình ăn ok luôn. 2, 4, 6 cây này. Cái phần đầu đó thì làm kiểu dạng giả đá này, vân giả đá rất đẹp luôn nhá. Đó. 6 cây chìa này mà giá chỉ có 30.000 thôi, giá rất hạt rẻ luôn. Đấy, mới keng beng luôn nhá, mới luôn các nhá, chứ không phải hàng cũ đâu nhá, hàng mới luôn đấy. Hàng chìa mới keng luôn đấy. Hàng kiểu dạng hàng thanh lý siêu thị nhá. 30k một set nhá, 30k một set thìa vàng 6 cây nhá. Đấy, 30k một set thìa vàng 6 cây. 40.000 một cái sợi cơ dây này. Hôm nay em về đây bác mức giá mới chỉ có 20.000 một sợi thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cưa dây này. Đấy, cưa dây nhá. Đấy, này là dạ sợi cưa nhá. À, nó là sợi dây nhưng mà nó có những cái lưỡi cưa nên là khi quá dụng rất là hay. 20k nhá. 20k một cái sợi cưa dây này, dùng rất tiện dụng này. Về các bác sử dụng anh em thợ điện nước này. Rồi là các bác sử dụng cưa những cái chỗ vị trí khó, bình thường là những cái con cưa to các bác không lách vào đâu, nhưng mình cái con này nó là dạng cưa dây. Nên là các bác luồn lách vào những cái vị trí khó các bác cưa nó rất là tiện nhá. Đấy, cưa gỗ này, cưa ống đường ống nước các thứ này rất tiện dụng luôn đây. Ở đây nó có những cái mắt lưỡi này, rất sắc luôn. Đó, các bác luồn vào, sau đó là các bác là móc hai tay vào cái móc này, sau đó các bác kéo đi kéo lại cho em. Đấy, kéo đi kéo lại là ok luôn. Đó. Lên mã giúp cho em sẽ là cái sợi cưa dây nhá. Đấy, sợi cưa dây. Bên em đang gửi bác một cái sợi cưa dây này, như này là 20k một sợi thôi. Chỉ có 20.000 hôm nay em xả kho sập sàn cái mã luôn. Đấy, để các bác chốt nhanh. Đó, 20k mua về sử dụng rất hay. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Các bác cùng xem này. Kéo gặp những ta như này thì chỉ có bó tay thôi. Nhưng em cưa dây bé hạt tiêu này thì lại xử lý ngon ơ luôn. Đấy, những cái vị trí khó này bình thường là các bác không thể lách kéo đấy kia một đâu, nhưng mà con này các bác cho vào các bác. Đấy, các bác kéo này. Đấy, kéo rất ngon luôn nhá. Đấy. Những cái vị trí khó góc này, những cái con ống nước thứ ở những cái góc tường. Bình thường là máy cắt không phải lách được đâu, nhưng con này là nó làm được luôn. Đấy, các bác lách vào các bác kéo cưa cắt cho em nhá. Đường ống nước các thứ là anh em thợ điện nước các bác sử dụng gia đình nha. Cưa gỗ, cưa các thứ này, đấy. Những cái chỗ to này thì không thể bao giờ lách vào được mà cắt đâu, chỉ có dùng cái cưa này thôi. Nên là dùng rất là hay nhá. 20k một cái nhá, 20k một cái sợi cưa dây này. 20k lên mã với em sẽ là sợi cưa dây nhá, 20k. Rồi cái mã tiếp theo em cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái nắp cống đồng. Hôm nay em xả luôn cái mã này luôn. Bữa trước đang bán bác là 70.000, hôm nay về bác mức giá rất dễ mua, chỉ cần có là đi 40k thôi. 40k lên mã giúp em sẽ là cái nắp cống đồng. Cái này thì sẽ có chức năng là chắn mùi này. Rồi là chống côn trùng nó chui lên từ đường cống nha. Đây thì nguyên lý động của nó thì về quá cứ cho vào cái nắp cống như mình bình thường đấy. Bình thường là nước xả thì đây nó sẽ gạt cái lẫy này thì nó sẽ chảy nước xuống bình thường, còn khi mà bình thường nó sẽ đóng kín lại nha. Đấy, mùi hôi là nó sẽ không bốc được nhá. Thứ hai là côn trùng có thứ là nó không chui từ đường cống được, rất là kín luôn đấy. Mà cái sản phẩm này 100% nó bằng đồng thau nên là về các bác dùng cũng rất là bền đấy. Bình thường là các bác để này là nó sẽ đóng kín luôn đấy, đóng kín luôn đấy. Khi mà con nước chảy thì nó sẽ mở cái van này ra đấy, còn không thì nó sẽ đóng lại đấy, đóng kín như này rất hay đó. Nắp cống đồng chắn mùi nhá, 100% là đồng thau nguyên khối luôn, dùng rất là bền. Giá bên em đang gửi bác giá rất tốt luôn, 40k một bộ này các bác nhá, 40k một cái bộ này. Cái này thì đường kính của nó từ đây sang đây là 4cm nhá, 4cm. Đi về các bác xem cái nắp cống cho mình xem, vừa là bác mua về lắp vào rất hay. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Khi sử dụng van ngăn mùi hôi bằng đồng như này nhá các bác nhá, có thể lắp cho ống cống từ 4cm đến 6cm đường kính đấy các bác nhá. Ngăn chặn mùi hôi tuyệt đối, đóng mở nước tự động, khi có nước thì sẽ mở ra và khi hết nước sẽ đóng lại, ngăn chặn mùi hôi côn trùng chui lên từ ống cống nhá các bác nhá. Đấy, khi mà có nước là nó sẽ xả bình thường, còn không thì nếu mà không có nước là nó tự động nó sẽ đóng lại nhá. Rất là hay. Lắp cho ống cống từ 4cm đến 6cm đường kính nhá các bác nhá. Ngăn chặn mùi hôi tuyệt đối, đóng mở nước tự động, khi có nước thì sẽ mở ra và khi hết nước sẽ đóng lại, ngăn chặn mùi hôi côn trùng chui lên từ ống cống nhá các bác nhá. Đó, thực tế về sản phẩm nhá, dùng rất là thông minh luôn. 40k một chiếc nhá, 40k một cái chiếc nắp cống đồng chắn mùi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn mã xả luôn các bác, cái đó là cái dòng búa vàng mini này. Đấy, một cái cây búa rất là nhỏ xinh xinh này. Về các bác hay gò gõ những cái dạng chi tiết nhỏ rồi anh em cũng như là thợ kim hoàn các thứ rồi. Đấy, cần những con búa nhỏ này để các bác gõ gò này rất hay. Đấy, cái con này thì nó đa năng. Ngoài chức năng là búa thì nó bên trong này. Đấy, các bác mở ra thì bên trong nó còn có cả những cây tô vít nhá. Đấy, mấy cái đầu tô vít cơ. Đầu cộng này. Đấy, đầu cộng, đầu trừ có đủ cả luôn nhá. Đầu ba ke này, đầu dẹt này. Đó. Rồi là đầu búa này. Đấy thì khi mà lắp vào bình thường là nó sẽ thành một chiếc búa, còn nếu mà các bác muốn tháo ra, các bác muốn dùng tô vít thì các bác tháo nó cho em. Đấy thì nó sẽ thành những cái cây tô vít nha. Nhỏ như xinh này để các bác tháo nhá, rất tiện dụng luôn. Đó thì lúc nào mà dùng búa thì các bác lắp vào, lúc nào mà muốn dùng tô vít thì các bác tháo ra. Đấy, bên trong là nó có, bên trong này là nó có đầy đủ cả đầu vít các thứ bên trong hết luôn. Đấy, đây rất nhỏ gọn này, một cái đầu bằng này, một cái đầu nhọn nhọn này, các bác gò gõ những cái đồ nhỏ nhỏ là xinh xinh ok. À, báo giá bác luôn, bữa trước bên em
đã gửi bác là giá một cái cây búa vàng mini này, bữa trước đang bán là 100, hôm nay em xả bác mức giá rất dễ mua luôn, chỉ cần có 60k một cây thôi. Đấy, búa vàng mini nhá, 60.000 một cây. Đấy, hai đầu gõ gõ rồi là có cả đầu vít bên trong luôn nhá. Đấy, ba đầu vít luôn, đầu ba kia, đầu dẹt có đủ luôn. 60k một cây nhá, một chiếc búa rất là hay. Đấy, về các bác sử dụng, anh em dọa thuyền dùng ok luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bộ bấm móng đức M3 này, hàng bên em tiếp tục hàng về này. Đấy, bộ móng đức M3, bộ này thì bữa trước nhiều bác hỏi nhưng mà đang bán hết hàng, thì đây hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Bộ này thì giá đợt này cũng đang xả kho, chỉ còn có 100.000 một bộ thôi, bữa trước đang bán là 130.000 đấy. Đợt này về cho bác mức giá rất dễ mua luôn, 100.000 một bộ nha. Đấy, lên mã nha, sẽ là cái bộ bấm móng đức M3. Đấy, 100k một bộ. Đây, một bộ thì mới keo nguyên hộp nha, đựng trong một chiếc hộp nhôm rất là đẹp. Đấy, logo thương hiệu của Nguyên Linh này, đấy, Nguyên Linh của Đức nhá. Thì bên trong thì sẽ gồm có là ba cái bấm móng, một bấm móng to, đấy, một dạng rất là to luôn này. Đấy, đây logo Nguyên Linh này, chắc chắn chất lượng, cầm một chiếc bấm móng nặng trịch luôn. Một chiếc thứ hai là chiếc nhỏ nhỏ này, và một chiếc thứ ba là một chiếc bấm móng khéo nhá. Đấy, cái này thì chuyên các bác sử dụng bấm những cái khóe móng chân móng tay, rồi các bác dùng cái con chéo này cho em này, các bác xà này. Đấy, chắc chắn chất lượng lắm, sắc bén vô cùng luôn, cắt cực kỳ ngọt, riêng cái dòng Đức này yên tâm rồi, cắt rất là ngon nhá. À, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bấm móng Đức M3 nhá. Đấy, bộ bờ mai M3 đi. Bộ này thì bên em đang xả cho bác giá là có 100.000 bộ thôi, 100k một bộ nha. Đấy, mới nguyên hộp luôn, các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng. Đấy, rất đẹp luôn đây, một bộ đấy nha, đựng trong một chiếc hộp nhôm cũng rất ok. Đấy, hộp nhôm có đủ cá luôn nhá, là 100k một bộ nhá, mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ bấm móng Đức M3 ba móng nhá, là 100k một bộ nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp tinh dầu Dubai, một hộp là 5 lọ nhá. Đấy, hàng của Made in Dubai này. Một hộp này sẽ gồm có là 5 lọ tinh dầu trong này. Đấy, rất là thơm luôn, và cái mùi thơm toàn bộ là 5 mùi nó đều khác nhau nhá. Đấy, lưu hương cực kỳ lâu. Hàng chuyên tinh dầu của Made in Dubai. Đấy, Made in Dubai này. Đằng sau này sẽ có mã code, mã vạch đầy đủ luôn. Đấy, mã code, mã vạch đầy đủ hết luôn nhá. Made in UAE này, rất xịn sò luôn. Một hộp này sẽ gồm có là 5 lọ nhá, 2 4 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau. Đấy, thoải mái các bác sử dụng luôn. Đấy, đi chơi, đi tiệc, đi nọ đi kia rồi. Đấy, có tất cả các mùi khác nhau nhá, dành cho chị em phụ nữ hoặc đàn ông đều được hết nhá. Đấy, lên mã nha, sẽ là cái hộp tinh dầu Dubai 5 lọ này, với giá thì cũng rất là bình dân. Đấy, tinh dầu Dubai. Tinh dầu Dubai. Với giá một hộp này là 5 lọ sẽ là đi 70.000 các bác nhá. Lên mã em sẽ là một hộp tinh dầu Dubai, là bán cả hộp luôn nhá, không bán lẻ nhá. Là một hộp này là 70k. Đấy, cho 5 lọ nhá. Hàng của Made in Dubai, Made in UAE đấy, rất xịn sò luôn. Đây một hộp rất đẹp, 5 lọ này, mùi rất là thơm nhá, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Cái dòng tinh dầu này thì các bác biết rồi. Đấy, nó chiết xuất 100% là từ tinh dầu luôn, nên cái tinh dầu rất là đặc. Đấy, không bình thường là các bác hay mua những cái dạng nước hoa thì nó pha ra có nước rồi. Đây là dạng tinh dầu, nghĩa là dạng nguyên chất luôn, nên là xài rất là ok. 40k nhá, 40k, 70k nhá, xin lỗi bác, là 70k một hộp tinh dầu Dubai 5 lọ này. Đấy, 70k một hộp, giá rất là rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng, đó là cái hộp đá vĩnh cửu 6 viên, hàng cũng của thương hiệu Nguyên Linh này. Đấy, một hộp này sẽ gồm có là 6 viên, đi kèo là một cái góc đá này nữa. Đấy, về các bác sử dụng này, cái dòng đá vĩnh cửu này thì về dùng rất là an toàn và ok. Đấy, không như cái dòng đá thường mà nó vẫn có cơ chế là làm lạnh như cái dòng đá thường luôn. Ở đây một cục của nó sẽ đúc liền này, đấy có logo Nguyên Linh ở bên trong này. Đấy, đi về các bác chỉ việc là bỏ trực tiếp cái viên này vào trong tủ lạnh, và lúc nào dùng được các bác lấy ra. Đấy, phù hợp cho các bác nào uống bia uống rượu vẫn muốn mát nhưng mà lại không bị loãng nhá. Đấy, uống đặc thôi kia bác quen rồi. Đấy, các bác mua cho em cái bộ này về. Đấy, uống vào mà lại gì, kiểu là mình ướp vào mà nó làm lạnh đá đúng như đá kia luôn. Đấy, và khi nào mà dùng xong thì mình có thể tái sử dụng nhá, các bác rửa sạch đi các bác lại cho vào, lần sau lại các bác lại dùng được ok luôn, rất tiện, rất hay. Đó, lên mã em sẽ cái hộp đá vĩnh cửu 6 viên nhá. Đấy, em báo giá luôn, giá thì một cái hộp đá vĩnh cửu 6 viên nha. Đấy, với giá sẽ là 60k một hộp nhá. Lên mã em sẽ là đá vĩnh cửu. Đấy, đá vĩnh cửu nhá, dùng được nhiều lần và làm lạnh khá là nhanh. Đấy, làm lạnh như đá kia luôn, về các bác chỉ việc bỏ vào tủ đông cho mình, sau đó là 1-2 tiếng là nó sẽ lạnh, là các bác lôi ra các bác xài thôi, là khi nào mà xài xong rồi các bác lại rửa sạch đi, mình lại lần sau mình có thể sử dụng được nhiều lần nhá. Một hộp đá vĩnh cửu 6 viên. Đấy, với giá thì sẽ là đi 60k một hộp nha. Đấy, tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ nạo 3 món này. Lên mã sẽ cái bộ nạo 3 món nhá. Bộ này sẽ gồm có là 3 món cho bác luôn, về các bác xài thoải mái luôn, gia đình rất là tí. Đây, một bộ sẽ gồm có một cái cây nạo này. Một cái cây nạo này sẽ có là nạo thường và nạo sợi nhá. Một cái cây dao để các bác có thể là tỉa hoa, gọt hoa quả các thứ này. Rồi là đặc biệt là các bác hay có những cái món lòng gà, lòng vịt ấy,
các bác rạch ra rất là khó để các bác mua con này về, nó rất là nhỏ này. Đấy, các bác luồn lách rất là ok. Và ngoài ra đây nó có một cái cây zip này, để các bác kẹp đằng sau, các bác dùng, các bác kẹp zip nhé. Đấy, kẹp zip các thứ ok. Một cái cây nạo thường, nạo kiểu dạng nạo thường, nạo tay ngang này. Đấy, cây này cây nạo tay đứng này thì sẽ có là chế độ nạo thường và chế độ nạo sợi này. Đấy, full combo một cái bộ sản phẩm mà 3 món nha. Đấy, lên mã em xem cái bộ nạo 3 món nhá. Đấy, bộ nạo 3 món, bộ này thì bên em đang gửi bác giá rất là hợp lý, dễ mua, 30k một bộ nhá. Lên mã em xem cái bộ nạo 3 món này. Nạo 3 món 30k. Đấy, 30k một bộ nạo 3 món. Đấy, bao gồm là một nạo này, một dưa và một kéo nhá. Đấy. 30k một bộ nạo 3 món nhá. Cái sản phẩm này thì nhiều bác hỏi nó bằng chất liệu gì thì em bảo luôn là chất liệu bằng inox 34 nhá. Thì các bác về xài nó rất là bền, không lo gì sét mà sắc cũng rất là lâu luôn. Đó, chất liệu toàn bộ bằng inox 34 luôn. Để dùng rất ok. Đó, về nạo sắc bén lắm, nạo ngọt lắm, nạo hoa quả thứ là nạo rất ok luôn. 60k một bộ nhá, bộ nạo 3 món. Cái này là cái lọ keo dán giày này. Đấy, lọ keo dán giày nhá. Về các bác chuyên dùng để dán giày, dán dép dùng rất hợp lý luôn. Đây. Đấy, về các bác chỉ việc là mở nắp này. Đấy, sau đó là những cái chỗ nào vết nứt giày dép là các bác nhỏ trực tiếp nó vào nhá. Đấy, nó là dạng keo này. Đấy, các bác nhỏ trực tiếp nó vào. Sau đó là các bác xài thôi, rất hợp lý luôn. Một cái lọ keo dán giày này, bên em đang gửi bác giá sẽ là 20k một lọ nhá. 20k một lọ. Còn các bác lấy 3 lọ thì bên em sẽ tính cho bác giá sẽ là đi 50k. Giá rất bình dân, hạt rẻ luôn. 20k một lọ, còn các bác lấy 3 lọ thì sẽ là 50.000 nhá. Đấy, lên mã cho em sẽ là keo dán giày nhá. 20k một lọ, lấy 3 lọ là 50.000. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, dán giày dép rất là ok nhá. Dán cả giày, dán cả dép luôn. Đấy, mũi giày dép rách dép nhá. Về các bác chỉ việc giỏ vào sau đó các bác dính vào nhá, rất ok. Đấy, dính giày dính dép ngon lành luôn. Nó rất tiện dụng, đỡ phải phí phạn bỏ đi. Và các bác đôi khi là giày nó hơi hỏng một chút, hơi rách một chút, các bác bỏ rất là phí. Đấy, mua về mình vẫn tận dụng, đi được không nhá. Đấy, về dính vào cái là đi luôn, ok luôn. 20k một típ nhá, 20k một típ keo dán giày này. Các bác lấy 3 típ thì giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho 3 típ keo dán giày. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ bài vàng bạc này. Đấy, bộ bài vàng bạc thì tại vì em đang có hai mã là mã bộ màu bạc và một mã là bộ màu vàng. Đấy, thì các bác lấy bộ nào được báo cho em nhá. Hai bộ này giống nhau gì hết luôn. Đấy, chất liệu của nó toàn bộ mica này, các bác xài rất là bền. Đây, nó dạng nhựa mica nhá nên là xài rất là bền luôn. Đó, đây này. Đấy, thấy không, nhựa mica, các bác xài bộ này thì chắc là không biết đến bao giờ phải hỏng luôn. Đấy, toàn bộ nhựa mica. Đấy, cái này mạ vàng sáng bóng luôn này, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, quân số nhìn to rõ ràng, ok nhá. Bộ này bộ bài, về các bác chơi và các bác xem phong thủy. Đấy, cái này em bán cho nhiều bác hay xem phong thủy, các bác cũng hay mua bộ này đó. Giá thì hôm nay em cũng xả kho bộ luôn, bữa trước đang bán bác giá là đi 60.000, về bác mức giá rất dễ mua luôn. 40k một bộ nhá, 40k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bài vàng. Đấy, bộ bài vàng đang gửi bác mã giá một cái bộ bài vàng bạc này, giá sẽ là đi 40k bộ nhá. Bữa trước đang bán là 60.000 đấy, mà em xả kho còn ít nữa, bán nhanh xả kho luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ bài vàng bạc 60k. Giảm luôn đấy bác, giá chỉ còn có 40.000 bộ thôi. 40k bộ nhá. Giá rất dễ mua, 40k bộ này. Đấy, sẽ có hai màu là màu vàng và màu bạc. Lấy màu nào có báo cho em nhá. Đấy, màu vàng, màu bạc bằng giá luôn là 40.000 một bộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái đèn tủ. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái đèn tủ nhá. Cái này thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái đèn tủ này với giá sẽ là 40k một cái nhá. Đấy, đèn tủ về các bác lắp vào trong tủ quần áo và các bác cứ lắp ở cầu thang, đừng đi lối lại vào gầm giường, rất là hay. Đấy, cái đèn này thì khi mà có cảm biến qua là tự động là nó sẽ sáng lên nhá. Đấy, thì trong bộ sản phẩm là bao gồm là một đèn này, một đèn rồi là có cái cả cái miếng dán để các bác dán lên tường, lên những cái chỗ nào vị trí nào các bác lắp đặt thì các bác dùng miếng dán, các bác dán đỡ phải khoan ốc vít các thứ ra. Hoặc thì không, nếu mà có đinh sẵn rồi thì mình có thể là đeo vào cái lỗ đinh ở đây, nó có cái lỗ đinh này. Đấy, và một cái cọng dây cáp sạc nhá. Cái hay của sản phẩm này thì nó đã có pin sẵn ở trong như này rồi thì các bác về chỉ việc dùng thôi. Đấy, thì ở đây nó có cái con mắt cảm biến này, khi mà có chuyển động vật thể qua thì tự động đèn nó sẽ sáng lên nhá. Cái ánh sáng nó vừa đủ thôi các bạn. Đấy, ánh sáng nó vừa đủ để các bác tiện việc mình có đi lại ở cầu thang, hoặc là ví dụ mình để trong gầm giường thứ đó, đôi khi ví dụ mình có đang ngủ đêm mình dậy mình đi có việc các thứ này, tự động nó sẽ sáng lên, rất tiện dụng luôn. Hoặc các bác để trong tủ quần áo, đấy mình mở tủ quần áo là cái là tự động nó sẽ sáng lên nhá. Thì lúc nào mà hết pin thì các bác lại có thể tháo ra các bác sạc. Đấy, thì ở đây nó có dây cáp sạc này, và đây là cái dây cáp sạc. Đấy,
cái nguồn sử dụng của nó sẽ là cái nguồn điện là 5V nhá. Về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, các bác cắm vô là các bác có thể sạc cho cái đèn này rồi. Đấy, khi nào mà sạc đầy thì các bác lôi ra các bác xài thôi. Đấy, nói chung là con này sạc một lần thì dùng rất là lâu. À, giá thì bình dân chỉ có 40.000 thôi. Về các bác sử dụng lắp vào tủ quần áo, lắp vào đường đi lối lại, cầu thang các thứ này. Đấy. Rất tiện dụng, đỡ tốn tiền điện, mà thứ hai là nó rất là tiện, nhỏ gọn, dễ sử dụng nhá. 40k một cái nhá. Lên mã giúp em xem cái đèn tủ nhá, đèn tủ đang ở bác giá là 40k. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Đấy, ví dụ các bác lắp đặt lên này, đấy, bóc cái miếng dính nha, các bác dính lên. Đấy, khi nào mà có người đến cái tự động là nó sẽ sáng lên nhá, còn không thì sẽ tắt đi. Đấy, không cần vì dây dợ này lằng nhằng. Đấy, mỗi lần hết pin thì các bác lôi ra các bác sạc vào là các bác xài thôi đây. Đấy. Mình có một món đồ cực kỳ cần thiết trong cái tủ quần áo của bạn. Theo mình được hộp nhá. Thì đây chính là một cái đèn cảm ứng. Mọi người có thể đặt nó ở trong cái tủ quần áo hoặc là một cái tủ ngăn kéo ở trong phòng mình nha. Cái đèn này khi hết pin thì mọi người vẫn có thể sạc. Lắp ráp thì cực kỳ đơn giản luôn. Thì bây giờ mình sẽ lắp nó ở cái tủ quần áo của mình nha. Cái đèn này thì buổi tối thì nó mới phát huy tác dụng cho mọi người. Theo như mình thấy thì cái đèn này nó khá là sáng, nó có thể soi sáng được một cái tủ cho mọi người luôn. Cái đèn đã được sử dụng. Đó, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, nó có thể là cảm biến. Nó có thể cảm biến các thứ nhá. Đấy, rất tiện dụng luôn. Đó, dính vào cái là ok. Nó có thể sáng cảm biến lúc nào cần đến lúc sáng, lúc không thì nó sẽ tự động tắt đi nhá. 40k một cái nhá, 40k một cái, rất tiện dụng, dễ dàng lắp đặt và dễ dàng sử dụng nhá. Lên mã em xem cái đèn tủ 40k một cái nha. 40k. Đây, quên chưa ghi giá này các bác này, 40k nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dụng cụ gắp mắt dứa mắt thơm này, rất tiện dụng luôn, sử dụng gia đình nhà mình hợp lý này. Giá thì bình dân thôi, chỉ có 15k một cái nhá. Chất liệu này bằng inox nó rất là sắc bén mà rất hay, về các bác dùng để các bác gắp những cái mắt dứa trong quả dứa ra. Đấy, các bác chỉ việc châm vào các bác gắp ra, châm vào các bác gắp ra, rất tiện dụng luôn. Đó. 15k một cái nhá. Lên mã giúp em sẽ có cái dụng cụ gắp mắt dứa nhá. Gắp mắt dứa, gắp mắt thơm, gắp mắt khóm. Đấy, trong Nam hay gọi là khóm hoặc là quả thơm. Ở ngoài Bắc thì hay gọi là quả dứa. Đó. 15k một cái nhá. 15k một cái dụng cụ gắp mắt dứa, gắp mắt thơm, gắp mắt khóm nha. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây. Đấy, rất tiện dụng nhá. Đây là chị gắp quen tay này, gắp rất ngọt ngào luôn. Đấy. Cái này về các bác gắp một thời gian là các bác dùng nó quen tay mà. Đấy, có thấy không? Gắp lên quả dứa nhìn rất là đẹp, nhìn rất là hay. Đỡ tốn thịt dứa nhá. Đấy, bình thường các bác này gọt gọt mất công, con này gắp rất ngon luôn. Đó. Nhìn rất là hay nhá, bắt mắt. Đó, và dễ dàng sử dụng luôn. 15k một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ gắp mắt dứa nhá. Đang bán bác là 15k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, nó là cái bộ dĩa Đức này. Đấy, bộ dĩa Đức 10 cây của thương hiệu Welling nhá, thương hiệu Welling, hình hai người này. Đấy, hình hai người. Lên mã em sẽ cái bộ dĩa Đức. Cái bộ này thì về các bác chuyên dùng để các bác ăn hoa quả nhá, rất tiện dụng luôn. Một bộ dĩa Đức này là sẽ bao gồm là 10 cây. Đấy, chất liệu bằng inox này. Đấy, 10 cây nhá, đây. Logo Welling trên từng cây một này. Đấy, về các bác hay có những cái món ăn hoa quả thứ rồi. Đôi khi là ví dụ ở nhà mình ăn cầm tay thứ không sao, như ví dụ như các bác nhà có khách khứa, đôi khi các bác sử dụng này, rồi ví dụ như các bác chuyển sang cái món này đi, nó quen đi, đỡ phải cầm tay, đôi khi nó đỡ mất vệ sinh nhá. Đấy, thì các bác chuyển sang cầm này rất sạch sẽ, ok luôn. Đấy, dùng để ăn hoa quả rất là ok. Đấy. Một hộp là 10 cái nhá, một hộp là 10 cái dĩa này, một hộp dĩa Đức của Nguyên Linh nhà, số lượng là 10 cái nhá. Đấy, 10 cái. Đây 10 cái này. Đấy, báo giá bác luôn. Đó, thì bên em đang gửi bác giá rất là hạt rẻ dễ mua. Lên mã như em sẽ là cái bộ dĩa Đức ăn hoa quả 10 cây. Bộ dĩa Đức này. Bộ này thì bên em đang gửi bác giá một bộ này là 10 cây, giá chỉ có 40.000 thôi. 40.000 một bộ dĩa Đức 10 cây. Đấy, nhà đôi khi hay có khách khứa, các bác lên để các bác cho vào những cái đĩa hoa quả. Đấy, ăn cho nhìn nó sang trọng lịch sự. Đấy, đôi khi khách khứa là rất là ngại cầm bốc tay. Đấy thì có cái dĩa ăn hoa quả này thì dùng rất là tiện luôn. 40k một hộp nhá, 40k một hộp để bán cả hộp này luôn, là một hộp này là 10 cái này. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây cọ cốc bằng silicon. Đấy, phần thân này có nhựa, còn cái phần đầu cọ nó xong silicon. Con này chiều dài nó rơi khoảng tầm 25cm nhá, 25cm. Đấy, các bác cọ những con cốc sâu hoặc là ví dụ như là chai lọ thì các bác cọ rất là ok luôn. Đây, cái dạng đầu của nó sẽ là đầu silicon này. Đấy, các bác cọ rất là sạch luôn mà không lo nó bị xước cốc. Bình thường là những cái cốc sâu ấy là các bác rất là khó cọ, rất là khó thò tay, và các bác cọ thì đây, các bác mua cho em cái cây này về. Đấy, một cái giải pháp sử dụng rất là hay luôn. Các bác mua về mình để cọ cốc, cọ rửa cốc chén các thứ là ok luôn nhá.
lên mã giúp cho em sẽ là cái cây cọ cốc đầu silicon nhá. Đấy, bên em đang gửi bác một cái cây cọ cốc đầu silicon này với giá sẽ là đi 20k nhá, 20k thôi. Đấy, dùng rất tiện dụng luôn, 20k một cây cây cọ cốc đầu silicon nhá, 20k một cây. Sau vào tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ nắp cống nhựa chắn mùi. Đấy, cái này về bác nào nhà vệ sinh có này, hay có cái món mùi hôi thối ở cống nó bốc lên thì về bác mua cho em cái cống này về. Đấy, cái cống này thì thiết kế dạng là cống một chiều nhá, nó kiểu dạng van một chiều, nó chỉ có đẩy xuống, nó còn là khi mà đẩy lên thì nó sẽ tự động là sẽ đóng kín lại đây này, có gì này. Đấy, nó có phần lõi đẩy lên là tự động nó sẽ đóng kín lại các bác đỡ mùi hôi nhá. Đấy, mà vẫn có thể dùng cái cống này làm cái cống để các bác thoát nước ok luôn. Đây, nó có phần lưới lọc này. Đấy, lưới lọc, còn đây là cái phần miệng dưới nó này. Đấy, về các bác ấn xuống sau đó các bác xài thôi. Con này nó sử dụng cái dạng silicone, đây là khi mà các bác sử dụng rất là dễ dàng lắp đặt và dễ dàng sử dụng nhá. Giá thì bình dân vô cùng luôn. Lên mã cho em sẽ cái bộ nắp cống chắn mùi nhá. Bên em đang bán một cái bộ nắp cống chắn mùi nha, với giá sẽ là đi 20k nhá, 20k. Lên mã cho em sẽ là cái nắp cống nhựa nhá, nắp cống nhựa chắn mùi. Đó, đang bán bác là 20k một cái thôi, chỉ có 20.000, giá rất hạt rẻ, dễ mua. 20k một cái. Về các bác lắp đặt vào cái cống nhà mình cho đỡ mùi lên nhá. 20k. Đấy, thiết kế rất là thông minh bây giờ. Và giá rất hạt rẻ bình dân. Và cái dòng nhựa này các bác dùng thì siêu bền rồi. Nếu mà các bác dùng làm nóc cống thì siêu bền luôn, không biết đến bao giờ hỏng nhá. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Nhà tắm bốc mùi hôi khó chịu, da và tóc trượt xuống cống gây tắc nghẽn, côn trùng và vi khuẩn tràn lên theo đường ống. Bộ nắp phiểu ngăn mùi thoát sàn chống trào ngược là sản phẩm dành cho bạn. Sản phẩm sẽ giúp bạn ngăn chặn mùi hôi và vi khuẩn, thoát nước dễ dàng, xóa bỏ nỗi lo tắc cống. Bộ nắp phiểu ngăn mùi lắp đặt dễ dàng, bảo vệ sức khỏe bạn và gia đình, và đặc biệt giúp bạn tiết kiệm chi phí vì sản phẩm thay thế các loại nắp inox đắt đỏ kém hiệu quả. Giờ đây bạn chỉ cần bỏ ra chi phí rất nhỏ mà vẫn đạt được hiệu quả vượt trội. Đấy, chi phí bỏ ra rất là nhỏ, chỉ có 20.000 bộ thôi. Về các bác sử dụng xài rất là hay. Đấy, đỡ mùi nó bốc lên, các thứ đỡ côn trùng nó chui lên nhá. Đấy, vừa an toàn sức khỏe mà rất là tiện luôn. 20k bộ nhá. Lên mã cho em sẽ là cái nắp cống nhựa chắn mùi. Kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá. Kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ giúp em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi, giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo chợ sáng này, đó thấy không, nó có cả một cái đèn chợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá, lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn, hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này, và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây, để em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ lắm. Đây này, đó, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây, để em test cho bác coi nhá. Cái này nó phải lấy nét ở cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét ở cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại, chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy, đây, em sẽ test cho bác coi này. Đấy, đây, dí với cái là nét cứng luôn nhá. Ở đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó, đây không, nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này, em tắt đi này. Cái đèn chợ sáng này, tay cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình, đấy là nó có một thêm những cái đèn chợ sáng này, ba đèn luôn, là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ giờ để các bác soi cái kính lúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính lúp có đèn trợ sáng nhá, kính lúp có đèn trợ sáng thì giá sẽ là 50k. Và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá, về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi, là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn trợ sáng nhá, và hai kính này luôn, hai kính, một kính to kính nhỏ luôn, là 50k một chiếc nhá, kính lúp có đèn báo. Sản phẩm tiếp theo thì đây, tiếp tục về cái mã hàng, đó là cái cân móc điện tử. Em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cân móc điện tử, mã của nó sẽ là mã cân C1 nhá, mã cân C1.
Các bác cứ gọi giúp em là mã là cân C1 hoặc là cân móc điện tử. Đấy, thì giá của nó em báo luôn là 60.000 một cái cân móc điện tử này. Cái này về các bác đi chợ đi búa này, đi câu này, đi đi cân đi kẹo rất tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha. Hàng mới nguyên hộp. Đi kèm sẽ có cả pin cho bác luôn. Về các bác lắp pin vào là xài thôi, rất là dễ dùng sử dụng nhá. Thì về các bác mở cho em cái nắp ở lần sau lưng này, lắp cho em hai viên pin tiểu vào. Đấy, lắp hai viên pin tiểu 3 chữ A vào, sau đó là các bác bật cân lên này. On này. Đấy, con này nó có cả cái đèn sáng luôn nhá, có cả đèn sáng luôn. Đấy, để ví dụ như là các bác hay cân trong buổi tối, là ví dụ như là trong trường hợp buổi tối là các bác vẫn có thể nhìn thoải mái luôn nhá. Đấy, buổi tối vẫn có thể nhìn thấy màn hình cân thoải mái luôn, vì nó có đèn trợ sáng ở cái cân này, ở cái mặt cân này luôn này. Hiển thị đây nhá, thông số to rõ ràng và cân điện tử thì rất là chính xác luôn. Đấy, chính xác từng gram từng lạng một các bác nhá. Thì ở đây nó sẽ có là ba cái nút này. Tút taria là cái nút xóa sạch này, on off là bật tắt này. Đấy, tắt đi này, bật lên này. Mod này thì các bác điều chỉnh các chế độ cân khác nhau. Ở đây thì em đang để là kilogram. Các bác có thể điều chỉnh về là LB này, Zin này, rồi là OZ. Mấy cái này thì em cũng không rõ lắm, nhưng mà chủ yếu Việt Nam mình thì hai cân kilogram thôi. Đấy là vẫn là phổ thông nhất thôi. Đấy, đi ở đây về thì các bác rút cho em này lên. Đấy, lấy cái móc này ra. Đấy, sau đó các bác móc vào những cái đồ các bác cần cân. Đấy, ví dụ như là em đang cân một cái võng ở trại này. Đấy, thì các bác móc vào cái đồ các bác cần cân nhá. Đây nó có một sẵn một cái móc này. Đây em sẽ cần để bác coi nhá. Đấy, sau đó các bác treo lên nha. Đấy, các bác cầm nó lên nha. Đấy, đây em đang cân thực tế đây đó. Và khi mà cân, đấy, khi mà cân xong thì các bác bỏ ra thoải mái luôn. Và nó đặc hay của cái sản phẩm này là khi mà cân xong là nó sẽ nhớ luôn cái số cân ở trên này luôn. Đấy, hiện tại đang là 625 kg. Đấy, 0,625 kg tương đương với lại là 625 g này. Đấy, nó sẽ hiển thị cái số cân nhớ ở đây luôn. Nếu mà các bác muốn xóa cái dấu vết này đi, các bác bấm cho em nút taria. Đấy, thì nó sẽ xóa về mo là 00. Đấy, và ví dụ đây em cân tiếp này. Đây em cân cái này nhẹ nhẹ này. Đấy, các bác móc vào. Đấy, sau đó một tay các bác cầm vào đây. Đó, và các bác giữ yên một chút. Nó sẽ hiện lên chữ lock này, nó sẽ khóa lại. Đấy, và hiện tại đây em báo luôn này. 0,085 kg tương đương với là 85 g đấy. Đấy, thì đây nó sẽ hiển thị toàn bộ cái thông số ở trên cái màn hình hiển thị luôn. Rất là dễ dàng sử dụng nhá, và nó nhớ được cả cái số cân luôn, nên là rất là tiện các bác. Nhiều khi ví dụ các bác cân xong các bác mà nói chuyện hạn, chẳng may là các bác quên không nhớ, nhưng mà cái cân này nó sẽ thay cho các bác là nó sẽ nhớ luôn số cân, trừ khi thì các bác bấm cái nút này thì nó sẽ mất đi, còn nếu không các bác cứ để đấy là nó sẽ nhớ cái số cân của bác luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, thì giá em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái nhá. Đấy, 60.000 một cái. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là cân móc điện tử. Hay còn gọi là cân móc cân C1 các nhá. Cân mã sẽ là C1, giá em đang gửi bác là 60.000 một cái cân nha. 60.000 một cái. Và con này khi mà các bác cân tối đa lên đến được là 50 kg nhá. Đấy, cân tối đa lên đến được là 50 cân. Đó, rất ok, và cân từng gram từng lạng một luôn. Đấy, và cân tối đa là lên đến được là 50 kg, thiết kế rất chắc chắn luôn này. Đấy, có phần móc đeo. Đấy, và đây các bác có thể xách vào tay, rồi ở đây cái phần móc đồ vào này, rất ok luôn. Giá bình dân thôi, 60.000 một cái nhá, có màn hình hiển thị điện tử ở trên luôn. 60.000 một cái cân móc điện tử, hay còn gọi là cân móc C1 nhá. 60.000 một cái, rất ok. Đấy, vừa quay chi tiết bác rồi. Sản phẩm tiếp theo thì cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đó là cái bộ sạc pin 18650. Đấy, lúc nào shop Tuy Nhiên thì có những cái mã hàng rất là độc đáo nha. Để gửi bác này. Đó. Lên mã em sẽ là cái bộ mà sạc pin 18650. Giá bên em là gửi bác thì giá rất tốt luôn, giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn rồi. 60.000 một bộ này. Đấy, một bộ này thì khi mà các bác sạc thì sẽ được một cùng một lúc sạc được là 4 viên nhá, và nó sẽ có hiển thị đèn báo ở trên luôn, rất ok. Con này thì nó sử dụng cái nguồn vào thì cái nguồn nó rất là phổ thông và dễ dễ kiếm, dễ dùng. Đây, input của nó sẽ là DC 5V 1-3 và output ra của nó sẽ là DC 4.2V 1000 mAh. Đó, khi mà các bác xài, các bác sạc cho những cái dạng pin 18650 thì rất là chuẩn chỉ rồi. Đấy, chuyên dùng để sạc cho pin 18650 nhá. Đấy, thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này này. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc Samsung bên em đang bán này. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 một cục nhá. Đấy, con này thì cái nguồn ra của nó sẽ là 5.0V. Đấy, tương đương với là 2A. Đấy, thì nó rất là phù hợp với lại cái sạc này rồi. Thì các bác có thể mua kèm thêm cái cục sạc này. Đấy, thì đây em lấy ra quay mẫu cho bác này. Thì về các bác cắm vào đây. Đó, nó là cái cổng kết nối USB mà.
Đấy, cũng kết nối USB này, các bác cắm vào đây, sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 thì khi mà cắm vào nó sẽ lên đèn báo luôn nhé các nhá. Nó lên đèn báo luôn và đây em lấy cho bác mấy cái viên pin thì em cũng đang bán luôn này. Đấy, pin 1.6 thì em đang bán đây. Pin này thì hiện tại anh em đang bán là 20.000 một viên nhá. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin. Đấy, còn bên em là còn các bác có pin rồi thì không cần. Còn cái này thì em bán vừa bán cả sạc vừa bán cả pin. Đấy thì em sẽ lắp vào cho bác coi. Đấy, thì ở đây em lắp 3 quả thôi, còn một quả em để lại để quay cho bác luôn này. Thì khi mà các bác lắp 3 quả vào đây thì những chỗ nào lắp thì nó sẽ báo đèn đỏ, tức là đang sạc nhá. Và khi mà các bác sạc đầy thì nó sẽ nhảy lên đèn xanh như này. Đấy, ví dụ như là chỗ này hiện tại đang là đèn xanh nhá, em sẽ lắp nốt cái quả còn lại vào này. Đấy, lắp nốt quả còn lại vào nhá. Đó, các bác thấy không? Toàn bộ sẽ báo đèn đỏ hết luôn. Đấy, còn đây ví dụ em tháo đồng quả này. Đấy thì hiện tại đang báo đèn xanh, tức là pin đã đầy và nó sẽ tự động nó ngắt nhá, rất là thông minh luôn. Đây, tháo viên thứ hai này, xanh luôn này. Tháo viên thứ ba xanh luôn, rất ok. Đấy, và các bác có thể sạc cùng lúc được là 4 viên hoặc các bác có thể sạc một viên một cũng được, tùy nhu cầu nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đấy thì cái con này nó rất là dễ xài và cái nguồn của nó cũng rất là phổ thông, nguồn của nó sẽ là cái nguồn 5V 2A. Tức là về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại để các bác xài cho cái sạc này rồi. Còn nếu mà các bác không có cái sạc đấy thì mình có thể mua thêm. Thì bên em đang bán là cái cục sạc Samsung 5V 2A. Thì cái cục sạc này bên em đang bán giá là 30.000 một cục. Đấy các bác nhá, 30.000 một cục sạc Samsung 2A này để về các bác có thể cắm cho cái sạc pin 1.6 này để các bác sạc này. Còn nếu mà các bác có cái cổng USB rồi thì về các bác cứ cắm vào cổng USB thì mình sẽ xài. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 như này. Giá của nó sẽ là 20.000 một viên nhá. Đấy, 20.000 một viên thì cái này nó dùng khá là nhiều việc này. Đấy, dùng lắp vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này nó chung cái pin này nó dùng rất là nhiều, bây giờ hầu như toàn dùng cái pin này thôi. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20.000 nhá, một viên này là 20.000. Còn sạc nguyên sạc không? Đấy, nguyên sạc nguyên cái bộ sạc pin 4 viên này. Sạc pin 18650 4 viên này là 60.000. Đấy các bác nhá, 60.000 một bộ sạc pin 18650. Đấy là về đấy là các bác nhu cầu về những cái mã nào các bác nhá. Đấy còn cục sạc đi cùng đi kèm có thể cắm chung với lại cái củ này là 30.000 các bác nhá. Đây tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mạng em sẽ là chuột không dây đây, em ghi giá đây rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp này nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đây cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ link, tự link với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này, cái cục 5V 2A này. Các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 nhá. Các bác cứ lên mã nha, cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30.000 thì các bác có thể cắm vào đây và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu vướng víu này. Đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều, dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho con này về không cần vì dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi là tự động là nó sẽ link với nhau nhá. Đây cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm. Đó thì gửi bác là 90.000 nhá, các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá.
thì nó sẽ có là một cái cục linh như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái, nó sẽ tự động linh với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác gì thôi. Đây, thì em gì cho bác coi này. Đấy các bác nhìn này, chuột này. Đấy, chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đây, vào chôm này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy, YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây, vào kênh của nhà em này. Đấy, bấm ngon lành, các bác nhìn thấy con chuột em gì chưa? Đây con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh nhà em đây các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy, các bác nhìn thấy con chuột đây em đang gì này. Đấy, con chuột đang chạy nhá, là tay em đang gì đây. Đây, tay em đang gì đây. Đấy, tay em đang gì đây. Đấy, gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này. Đấy, thấy không? Đây. Đó, rất là tiện dụng luôn nhá, không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá, mà nó cực kỳ dễ dùng luôn, người lớn người già trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on, đấy cứ thế là dùng. Và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này, nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 ngày cho đến 1 tháng các bác phải sạc pin một lần, pin nó cực kỳ trâu bò luôn, bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo như em nhá. Đấy, bảo hành cho bác pin luôn vì như em dùng thực tế đây, anh em dùng 2-3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Kìa. Đấy thấy không? Rất ok nhá. Không cần phải dây dạ gì nhà. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, lướt này, lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy thấy không? Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá. 90.000 một cái con chuột không dây này, 90.000 một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này, lấy con USB này cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy, cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy, và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn nhá, rất ok luôn. Đấy, 90.000 một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã cho em sẽ là chuột không dây 90k một con. Các hàng rất là mới, rất là hay. Đó là cái phích cắm gập của nhá. Lên mã cho em cái phích cắm gập. Tại sao nó gọi là phích cắm gập thì đây, bình thường thì nó là một chiếc phích cắm sẽ thẳng nhai. Đấy còn nếu mà các bác muốn gập thì các bác sẽ gập nó vào. Đó thì nó sẽ gập được một cái góc vuông 90 độ nhá. Hàng này của nó thì sẽ là hàng chân dẹt nên là rất là phù hợp. Ví dụ như các bác nào hay dùng những cái phích điện chân dẹt, đặc biệt là những cái phích mà hàng Nhật bãi ấy, là chuyên bên đấy người ta chuyên dùng chân dẹt nên là các bác mua con này cũng có thể là cắm được luôn. Đấy, và chân của nó sẽ là chân khâu đồng 100% nhá. Đấy, chân khâu đồng 100% rất xịn sò. Công suất của nó chịu tải lên đến là 16A. Đấy, mắc là 250V nhá, cực kỳ là trâu bò luôn. Đấy, và rất chắc chắn nhá. Và nó có thể gập nha. Đấy, những cái vị trí mà khe khía các thứ giờ. Đấy, bình thường là các bác hay cắm thẳng này nó rất là tốn diện tích nhá. Ví dụ các bác có đẩy sát cái tủ vào chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ bị vướng cái phích này. Thì đây, bây giờ các bác mua cho cái phích này về các bác thay vào thì các bác sẽ gập vào thì nó sẽ úp vào này thì nó sẽ tốn được một, sẽ tiết kiệm được ít diện tích. Các bác có thể là đẩy sát cái phần tủ của các bác vào này, rồi những cái chỗ vị trí các bác sắp xếp đồ thì nó sẽ cắm sát vào tường hoặc là những cái chỗ ổ điện nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có thể gập vào này. Còn nếu các bác muốn dùng thẳng thì các bác đẩy nó ra. Đấy còn không thì các bác muốn gập thì các bác gập nó vào này là các bác cắm thôi. Đấy, chân của nó sẽ là chân đồng nên là cái phần tiếp xúc nó rất là tốt nhá, nên là yên tâm. Đấy, không lo mô ve chập cháy nhá. Hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Đấy, phích cắm gập nó có thể gập vào một góc 90 độ nha. Đó, giá nó hiện tại em đang bán sẽ là 15k một chiếc nhá, 15k một chiếc. Chân của nó sẽ là chân dẹt và chân là chân đồng nhá. Đấy, 15k một chiếc phích cắm chân dẹt này, rất tiện dụng. Đấy, nó có thể gập vào nhà các bác nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Phích cắm gập, đó, đang gửi bác là 15k một cái phích cắm gập nha. Đó, 15k một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm đây. Đấy, bình thường này. Đấy, những cái chỗ vị trí khó ấy là các bác rất là đấy, ví dụ như những cái phần kê tủ rồi. Đấy thì về các bác đấu xem cái này vào. Đấy, đấu nó vào. Sau đó các bác lắp vào này. Đấy các bác có thể gập vào. Đó, ví dụ những cái phần tủ tỉ cái thứ là các bác kê vào. Đấy các bác gập nó vào rất là gọn gàng, ok. Đấy, đẩy sát tường thoải mái nhá, vô tư không lo nó. Đấy các bác nhá, đây. Của bạn đi. Đây là chiếc phích cắm có thể xoay chiều 90 độ, không tốn diện tích nhiều, thuận tiện cho việc quản lý dây điện và sắp xếp đồ đạc. Hơn nữa, việc tháo lắp cũng rất dễ dàng bởi có hệ thống dây dẫn ổn định và không dễ rơi ra. Cửa hàng đang giảm giá 50%, anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi ạ. Đó, rất là hay nhá. Đấy nó có thể là gập lại này. Đấy ví dụ như cái phần khe tường các bác muốn kê một cái tủ đấy ạ. Đấy các bác gập vào là nó sẽ bị kịch cái phích bình thường. Còn cái phích này đó các bác gập xuống này.
Đó, nó rất là ok luôn. Gặp vào nó rất là tiết kiệm diện tích nhá. Các bác có thể là kê tủ tiếp vào thoải mái cho em, không lo bị vướng quá nhá. Rất là hay. Đó, nó có thể gập gọn vào, gập một góc 90 độ nhá. Đó, rất là hay. À, 15k một chiếc fix cam gập nhá, 15k một chiếc. Theo thì lên luôn cho bác đó là cái súng chĩa L. Đấy, súng chĩa L. Em báo giá luôn. Bên em gửi bác là 50k một cái súng chĩa L nha. Đây em có ghi giá nhá. Đấy 50.000 một cái này. Đó, 50k nhá, 50k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái súng chữ L. Đấy nó hình chữ L này. Thì em gọi luôn là cái súng chữ L. Cái này thì về các bác dùng để rửa xe này, tưới cây này, rửa sân này. Đấy, toàn bộ của nó là khâu đồng hết luôn nhá. Toàn bộ khâu đồng, thân của nó sẽ là thân nhựa. Thân nhựa cứng nhá, thân nhựa cứng chắc chắn lắm. Đó, thân nhựa cứng. Thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà mình vào đây. Đấy và ở đây nó có một cái cò. Đó thì lúc nào mà dùng là các bác bóp vào, còn lúc nào không dùng là các bác thẻ ta là nó sẽ tự động là nó sẽ ngắt nước các bác nhá. Còn nếu mà các bác muốn ở cái chế độ rảnh tay thì các bác bóp vào, sau đó là các bác cài nó vào đây thì nó sẽ đang ở chế độ rảnh tay thì các bác không cần phải bóp. Đấy, các bác chỉ việc cầm các bác phun thôi. Còn lúc nào muốn tắt đi thì các bác mở cái đẩy cái vò cái cò ra thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt nước nhá. Và cái phần đầu vò này, đấy, đầu vò nó là đầu vò bằng đồng luôn. Và cái đầu vò này thì các bác có thể chỉnh được nhiều chế độ phun nước khác nhau. Đấy, phun xa, phun gần, phun mạnh, phun nhẹ, phun xương, rồi phun hạt to, hạt nhỏ. Là các bác chỉnh được cái đầu vò này chứ. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Chắc chắn cực kỳ, và cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Và đợt này thì nó về cái lô này giá nó cũng rẻ hơn một chút. Đó, bữa trước thì em đang bán như là cái đợt trước có bác mua là 70.000 đấy. Đợt này nó về cái lô này thì giá nó chỉ còn có 50.000 thôi. Đấy, giá nó giảm rất là sâu để cho các bác dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là súng chữ L nhá. Đấy, sản phẩm sẽ là súng chữ L này. Bên em đang gửi bác là 50.000 một cái này. Đấy, toàn bộ của nó là đầu bằng khâu đồng luôn này. Đầu là những cái điểm kết nối nguồn nước này bằng khâu đồng. Cái này thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà vào. Đấy, kiếm cái dây thít ấy, hoặc là các bác cái dây thít dây lạt ấy, hoặc các bác có cái cổ dê cái đai siết ống ấy, các bác cho vào, các bác siết vào là các bác cấp nước cho nó là xài thôi. Chỉ việc bóp vào là sẽ ra nước nhá. Và phần đầu vòi có thể chỉnh nhiều chế độ khác nhau, rất ok luôn. Đấy, về sử dụng này, tưới cây, rửa sân, rửa xe các thứ rất ok luôn. 50k một cái nhá. Đấy, súng chĩa L 50.000 một cái. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này. Bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn. Và có chức năng là hẹn giờ nhá. Và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy. Thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ là tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ giờ các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng các thứ giờ là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8 thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12 thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá, 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó, nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá, tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nha các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, đây cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhé, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như là các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt quậy các thứ giờ thì nó thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ giờ hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá.
Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mã em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. À, hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng là giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó. Rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy. Và lâu lắm nó lại hàng, có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em. Đấy. 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy. Đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá. 50.